Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 63. Hắn đã từng tiếp xúc với chủ nhân ba thanh kiếm này, nhưng hắn cũng không biết rõ thực lực thật sự của ba người này. Rốt cuộc ba người này mạnh đến thế nào? Điều này luôn là một bí ẩn. Lúc này, A Việt lại nói, các thứ hai, chính là gian lận. Gian lận. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, gian lận thế nào? A Việt nói, ngươi thì có thể gian lận rồi, đem theo cái tháp nát này thì ngươi có thể tiến vào ngũ duy. Tháp giới ngục. Diệp Huyên do dự chốc lát sau lại nói, A Việt cô nương, bây giờ ta có thể đi vào thế giới ngũ duy sao? A Việt nói, có thể. Diệp Huyên hỏi, đi thế nào? A Việt đáp, ngươi đi làm cái gì? Tặng đầu người sao? Diệp Huyên. A Việt lại nói, ngươi bây giờ có thể đi vào. Nhưng vấn đề là sau khi ngươi đi vào thì sao? Ngươi có nghĩ đến chưa? Diệp Huyên cười nhạt, cái này thì chưa từng nghĩ đến. A Việt nói, ngay cả tứ duy còn lăn lộn ra gì mà còn muốn đến ngũ duy lăn lộn. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, A Việt cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ác mồm ác miệng thôi. A Việt lại nói, còn có một cách có thể đi vào ngũ duy. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, cách gì? A Việt nói, tri thức. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tri thức, nghĩa là sao? A Việt nói, duy độ, đạo tắc, pháp tắc, thời gian, không gian, vật chất các thứ của ngũ duy đều không giống với tứ duy, mà nếu người của các ngươi có thể biết những thứ này, thật sự hiểu được những thứ này thì có thể đi vào ngũ duy. Nhưng, theo ta được biết, từ trước đến nay, dường như chỉ có một người thành công đi vào ngũ duy thông qua cách này, hơn nữa, người này ở chỗ chúng ta cũng là kiểu người trong truyền thuyết. Rốt cuộc là có hay không thì vẫn là một ẩn số. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cũng có nghĩa là đã từng có người đi vào ngũ duy có đúng không? A Việt nói, chỉ là có khả năng thôi. Diệp Huyên nói, A Việt cô nương, chuyện ta vẫn khá hiếu kỳ chính là, tại sao các người lại xuất hiện ở vũ trụ tứ duy này? A Việt trầm mặc. Diệp Huyên hỏi, không thể nói sao? A Việt lạnh giọng nói, chẳng có gì không thể nói cả. Sở dĩ chúng ta xuất hiện ở đây, là bởi vì chúng ta trốn ra. Trốn ra? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ở ngũ duy có người muốn hại các người. A Việt lạnh giọng nói, không phải ngũ duy có người muốn hại chúng ta mà là cái tháp vỡ này quá ngu xuẩn. Trời ạ, nó chắc chắn là thứ ngu xuẩn nhất trong vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên. Lúc này, tháp giới ngục đột nhiên rung lên như thể đang kháng nghị. A Việt tức giận nói, ngươi an tĩnh chút đi, nếu không ta đánh chết ngươi. Tháp giới ngục. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, năm đó tháp giới ngục này đã làm ra chuyện gì mà lại khiến A Việt tức giận như vậy? A Việt lạnh giọng nói, cái tháp này không phải ngu bình thường. Sở dĩ nó ra nông nỗi như bây giờ hoàn toàn là do nó tự gây ra cả. Không làm thì sẽ không chết, mà nó vẫn cứ gây chuyện, thế là cứ chết thôi. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó nói, A Việt cô nương, tháp nhỏ này ở ngũ duy được xếp là cấp bậc gì? Không lẽ khi đến ngũ duy, nó cũng biến thành phế vật? Chợt, tháp giới ngục lại rung lên, biểu thị ý kháng nghị mạnh mẽ. Việt trầm mặc một lúc, sau đó nói, cái này thì ngươi không cần lo lắng. Tháp vỡ này ở ngũ duy cũng là thuộc dạng đỉnh cao nhất, ngoại trừ một thanh kiếm và một cuốn kinh thư, thì nó không có đối thủ. Kiếm. Kinh thư. Diệp Huyên vội hỏi, kiếm gì? Kinh thư gì? A Việt nói, cuốn kinh thư đó ta chưa từng thấy, nhưng ta từng nghe đến. Nghe nói, kinh thư đó là quy tắc chung của pháp tắc đại đạo, trong đó bao gồm 3.600 loại đại đạo. Còn về uy lực thì không biết được, nói chung cũng nổi danh ngang với tháp vỡ này. Diệp Huyên hỏi, kiếm thì sao? Là thanh kiếm gì? A Việt nói, kiếm vĩnh sinh. Kiếm vĩnh sinh. Diệp Huyên hỏi tiếp, có nghĩa là gì? A Việt nói, nghe nói kiếm này có năng lực bất diệt, nắm giữ nó thì ngươi sẽ không chết, cho nên mới gọi là kiếm vĩnh sinh. Diệp Huyên lại hỏi, so với kiếm đỉnh tháp thì bên nào lợi hại hơn? A Việt đột nhiên tức giận nói, có phải ngươi man mát rồi không? Chúng nó lại chưa từng giao đấu với nhau, làm sao ta biết ai lợi hại hơn? Có thể đừng hỏi mấy vấn đề ấu trí vậy không? Diệp Huyên. A Việt trầm mặc một lúc rồi nói, kiếm vĩnh sinh này không hề đơn giản, nó không chỉ đơn thuần là một thanh kiếm mà còn là một biểu tượng. Vĩnh sinh, thế gian này ai có thể vĩnh sinh sống mãi, bất tử bất diệt.
Vĩnh sinh. Diệp Huyên trầm mặc. Tu luyện. Mục đích cuối cùng của tất cả tu sĩ tu luyện đều là để sống lâu thêm một chút. Cũng có thể nói là để bất tử. Mà con người thật sự có thể trường sinh bất tử sao? Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh của Thượng quan Tiên Nhi, thần chủ, ngài nhìn phía trước xem. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, nơi đó có một cái bánh xe khổng lồ. Cứ điểm không gian. Mà xung quanh cứ điểm không này còn có rất nhiều luồng hơi thở mạnh mẽ. Rõ ràng, những người này đều là cao thủ của Bắc Cảnh. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, hắn trực tiếp bay ra, lúc này đột nhiên một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, xem ra ngươi hẳn đã biết chuyện xảy ra ở vũ trụ hỗn độn. Vừa may, cũng bớt được rất nhiều việc cho ta, đầu hàng hay là chết. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng kiêu ngạo, lão phu. Đột nhiên Diệp Huyên biến mất. Bù! Một luồng kiếm quang lóe lên từ trong sân, cùng lúc đó, một đầu người máu chảy đầm đìa chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyên nhìn về phía xa, lạnh giọng nói, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Trong tối, những cao thủ kia đều không đáp lời, bởi vì đều đã chạy trốn. Thượng quan Tiên Nhi hỏi, đuổi theo không? Diệp Huyên lắc đầu, không cần, đi thôi, đi vào trong. Nửa canh giờ sau, mọi người tiến vào bánh xe kia, bánh xe khởi động, rất nhanh sau đó, mọi người đều đi vào trong đường truyền tống không gian. Trong thông đạo không gian, Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên nhắm hai mắt, không biết đang nghĩ gì. Thượng quan Tiên Nhi lùi đến bên cạnh Khương Cửu, nhẹ giọng nói, Khương cô nương, ta có một cách. Khương Cửu nhìn Thượng quan Tiên Nhi, cách gì? Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng nói. Sau khi chúng ta đến được Bắc Cảnh thì nhất định sẽ gặp rất nhiều thách thức, mà thách thức lớn nhất chỉ có thần chủ mới phải đối mặt, còn những cao thủ thần quốc chúng ta thì thực lực vẫn không đủ, vì vậy, ta muốn điều động một vài tài nguyên nội bộ thần quốc cho những cao thủ thần quốc này. Khương Cửu gật đầu, hoàn toàn có thể. Nói đến đây nàng ấy nhìn Thượng quan Tiên Nhi, có phải hơi khó khăn không? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, vốn dĩ quốc khố thần quốc dư giả. Nhưng sau khi chúng ta thu phục rất nhiều vũ trụ thì cũng đã tiêu tốn không ít. Bây giờ, mặc dù cũng có một ít nhưng nếu điều động đến, ta e sẽ đến lúc gặp tình trạng thiếu thốn tài chính, một khi tài chính thiếu hụt thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cả thần quốc. Khương Cửu cười nói, người muốn tìm hắn đòi tiền. Thượng quan Tiên Nhi liếc nhìn Diệp Huyên, gật đầu. Bây giờ người có tiền nhất ở thần quốc, chắc chắn là Diệp Huyên. Vô cùng có tiền. Bảo vật cũng là Diệp Huyên có nhiều nhất. Thế nhưng, nàng ấy không dám tìm Diệp Huyên đòi tiền bởi vì những thứ đó đều là tài sản cá nhân Diệp Huyên. Khương Cửu ngẫm nghĩ rồi nói, có thể nói trực tiếp với hắn. Thượng quan Tiên Nhi cười nói, Khương cô nương nói thì sẽ tốt hơn. Khương Cửu nhìn Thượng quan Tiên Nhi, thật ra, con người hắn rất tốt, cũng rất dễ nói chuyện. Chẳng qua là... Hắn để ta tới cũng không phải muốn ta thay thế cô mà là hy vọng cô có thể hiểu được, sau khi hắn đã quyết định bất cứ chuyện gì thì cô đều có thể cho ý kiến, nhưng tốt nhất đừng ở trước mặt người ngoài mà ngang nhiên nghi ngờ quyết định của hắn. Ta tin rằng, cho dù là thần chủ tiểu thất trước đây cũng sẽ không thích mưu sĩ như vậy, cô nghĩ sao? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta biết rồi. Khương Cửu cười nói, ta đi tìm hắn nói chuyện. Nói xong nàng ấy dẫn theo Thượng quan Tiên Nhi đến bên cạnh Diệp Huyên. Khương Cửu đang định nói thì đột nhiên Diệp Huyên lấy ra 5 lọ ngọc trắng đưa cho hai cô gái, đây là thần đan, là đan dược có thể trợ giúp người từ đế cảnh đạt đến thần cảnh, chỉ có 10 viên, các ngươi chọn ra 10 cao thủ đế cảnh sau đó giúp họ nâng cao đến thần cảnh. Khương Cửu thấp giọng nói, chọn những người nào? Diệp Huyên nói, cô nói xem. Khương Cửu gật đầu, hiểu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên lại lấy ra một nhẫn chứa đồ đưa cho hai cô gái, trong nhẫn chứa đồ có 1 tỷ thần tinh, đưa cho 10 người đó, mỗi người 100 triệu, bảo bọn họ không cần phải lo lắng tài nguyên tu luyện. Còn những người khác thì các người cũng báo cho bọn họ là không cần vội, đến lúc thì ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị thêm thần đan, tranh thủ để cao thủ đế cảnh của chúng ta đều đạt đến thần cảnh. Khương Cửu gật đầu, được. Hai cô gái quay người rời đi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, đại thế giới huyền hoàng, ta đến rồi. Ngay lúc này,
đầu bên kia thông đạo không gian chợt xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cười nói, Huyền Hoàng chủ lệnh ta đến nghênh đón Diệp thần chủ. Huyền Hoàng chủ. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, chủ nhân đại thế giới Huyền Hoàng. Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, các ngươi chào đón ta. Người đàn ông trung niên khẽ cười, hoan nghênh Diệp thần chủ đến đại thế giới Huyền Hoàng. Diệp Huyền nhìn người đàn ông trung niên, vậy thì cảm ơn. Người đàn ông trung niên khẽ thi lễ, Diệp thần chủ khách khí rồi. Tại hạ đã truyền lời đến rồi, cũng không làm phiền đến Diệp thần chủ nữa. Cáo từ. Nói xong, ông ta quay người biến mất nơi chân trời. Ở bên cạnh Diệp Huyền, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bọn họ đang âm thầm suy tính gì vậy? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không có lòng tốt như vậy. Khương Cửu gật đầu, việc cấp bách của chúng ta là đến Bắc Cảnh, sau đó tìm hiểu rõ ràng toàn bộ đại thế giới Huyền Hoàng. Diệp Huyền gật đầu, truyền lệnh xuống, dùng hết tốc lực tiến đến. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, quay người rời đi. Khương Cửu ở bên cạnh Diệp Huyền thấp giọng nói, sau đó đã có tính toán gì chưa? Diệp Huyền khẽ nhắm lại hai mắt, đồng ý qua lại thân thiết với chúng ta thì kết giao, không đồng ý qua lại với chúng ta thì không kiếm chuyện. Nhưng ai chọc vào chúng ta thì giết chết người đó. Khương Cửu đưa mắt nhìn Diệp Huyền, lắc đầu cười, vẫn bạo lực như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, không bạo lực thì không được. Lần này, Diệp Huyền ta đúng là đang muốn nói cho tất cả mọi người của đại thế giới Huyền Hoàng biết, ta không phải người dễ ức hiếp. Nói đến đây, dường như hắn nghĩ đến gì đó, đột nhiên lấy ra thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh, sau đó bắt đầu hấp thụ. Tu luyện. Tranh thủ đạt đến thánh cảnh. Thiếu sót lớn nhất hiện tại của hắn chính là cảnh giới không đủ. Cảnh giới còn kém quá nhiều. Mà cảnh giới ảnh hưởng đến thần hồn và lực tinh thần của hắn. Cảnh giới càng cao, thần hồn và lực tinh thần cũng càng mạnh. Mà thần hồn và lực tinh thần càng mạnh thì uy lực kiếm kỹ hắn thi triển cũng càng lớn. Nhất là nhất kiếm vô lượng. Kiếm kỹ này cũng rất cần đến thần hồn và lực tinh thần. Nhìn thấy Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Khương Cửu cũng không làm phiền, lẳng lặng lui xuống. Cứ như vậy, Diệp Huyền lại hấp thụ hết kiếm này đến kiếm khác. 7 ngày sau, Diệp Huyền ở trên đỉnh đầu rồng vàng khổng lồ đột nhiên mở bừng mắt ra. Vù vù. Khi hắn mở mắt ra, hai luồng kiếm quang chợt lóe lên như tia chớp. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng chốc cuộn trào từ trong cơ thể hắn. Thánh cảnh. Diệp Huyền đứng dậy. Từ trong miệng hắn một làn khí mở đục bay ra. Mà ngay lúc đó, hắn cảm thấy thần thức và lực tinh thần của hắn rõ ràng đã mạnh hơn không ít. Có thể nói đã có thay đổi về chất. Lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn qua, điểm cuối cách đó không xa có một luồng sáng trắng. Đến rồi sao? Trong sân, mọi người đều đang nhìn ánh sáng trắng đó. Rất nhanh chóng, mọi người đều biến mất trong ánh sáng kia. Qua một lúc lâu, Diệp Huyền mở mắt ra, lúc đó bọn họ đã ở trong một đám mây, phía dưới đám mây là dãy núi dài vô tận. Thượng quan Tiên Nhi ở bên cạnh Diệp Huyền thấp giọng nói, nơi đây là địa bàn của Bắc Cảnh. Diệp Huyền đưa mắt nhìn khắp xung quanh, rất nhanh vẻ mặt hắn đã trở nên nghiêm trọng hơn. Linh khí ở nơi đây rất dồi dào, vũ trụ hỗn độn không cách nào so sánh được với nơi này. Lúc này hắn đã biết tại sao nơi này lại được ca tụng là thế giới phồn hoa nhất trong vũ trụ tứ duy rồi. Linh khí dồi dào như vậy, người ở đây có thể nói là được trời ưu đãi rồi. Không chỉ Diệp Huyền mà mọi người trong sân cũng bị linh khí ở đây làm kinh ngạc. Nơi đây quả thực chính là thiên đường của người tu luyện. Diệp Huyền quay đầu nhìn một binh sĩ Bắc Cảnh cách đó không xa, Vương Thành Bắc Cảnh ở nơi nào. Binh sĩ kia chỉ về phía bên phải, ở bên kia. Nói xong, hắn ta có vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, muốn nói gì? Binh sĩ kia nhìn Diệp Huyền, thần chủ, người thật sự không giết hại cướp bóc sao? Diệp Huyền lạnh giọng nói, ta sẽ không để người của ta giết hại cướp bóc ở đây, nhưng kể từ nay trở đi, ở Bắc Cảnh này, Diệp Huyền ta nói là lệnh, nếu ai phản kháng hoặc không phục, ta chắc chắn sẽ giết. Nói xong. Hắn giẫm nhẹ chân phải, rồng vàng khổng lồ lập tức hóa thành một tia sáng vàng biến mất nơi chân trời. Những binh sĩ Bắc Cảnh ở tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.
không ai dám làm phản. Bởi vì bọn họ biết thực lực của Diệp Huyên kinh khủng đến thế nào, càng quan trọng hơn là sau lưng Diệp Huyên còn có cô gái váy trắng mạnh mẽ như một vị thần. Những binh sĩ Bắc Cảnh này đã tận mắt nhìn thấy cô gái váy trắng, căn bản không dám làm loạn. Hơn nữa, Diệp Huyên cũng không phải là người nhân từ. Ước chừng sau nửa canh giờ, nhóm người Diệp Huyên đã đến Vương Thành Bắc Cảnh, mà lúc này, Vương Thành Bắc Cảnh đã là một đống hoang tàn. Đương nhiên Diệp Huyên biết tại sao lại như vậy, chắc chắn là do cô gái váy trắng làm. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang một binh sĩ Bắc Cảnh bên cạnh, tòa thành cách nơi này gần nhất là chỗ nào. Binh sĩ đó chỉ về phía trước, hơn nghìn dặm phía trước, có một tòa thành tên Thiên Giang Thành, mặc dù không lớn như Vương Thành nhưng cũng không nhỏ. Diệp Huyên gật đầu, đi Thiên Giang Thành. Nói xong, hắn nhìn tông chủ Thiên Cơ Tông cách đó không xa, cho người của ngươi đi nghe ngóng tin tức, ta muốn tìm hiểu toàn bộ đại thế giới huyền hoàng. Tông chủ Thiên Cơ Tông khẽ thi lễ, thuộc hạ đã rõ. Nói xong, ông ta quay người lui đi. Diệp Huyên lại nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, lại truyền lệnh xuống, người của chúng ta không được lạm sát kẻ vô tội, không được giết hại cướp bóc, còn về địa bàn của Bắc Cảnh này, ai cũng không thể động vào. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta sẽ giám sát thật kỹ. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ hắn đến tiếp quản toàn bộ Bắc Cảnh, lo sợ nhất chính là những người này của mình sẽ làm loạn. Rất nhiều người tham lam, mà Bắc Cảnh này rõ ràng còn dồi dào tài nguyên hơn vũ trụ hỗn độn rất nhiều, dưới tình huống như vậy hắn sợ người của mình sẽ nổi lên lòng tham mà làm loạn. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đưa mọi người đến Thiên Giang Thành, tòa thành này nằm bên một con sông lớn. Con sông này giống như một con rồng lớn vần quanh hai bên Thiên Giang Thành, phía sau là dãy núi trùng điệp trong mây. Cổng lớn Thiên Giang Thành đóng chặt, bên trong thành, Diệp Huyên cảm nhận một được vài hơi thở. Nhưng những hơi thở này đều không có cái nào vượt qua đế cảnh. Rõ ràng, toàn bộ cao thủ đế cảnh và trên đế cảnh đã bị cô gái váy trắng giết sạch rồi. Diệp Huyên vươn người nhảy lên, đến phía trước cổng thành Thiên Giang Thành. Trên cổng thành có một vài binh sĩ Bắc Cảnh đứng đó. Diệp Huyên đi đến trước cổng thành, nâng tay chém xuống một kiếm. Vù! Cánh cổng thành đó đột nhiên vỡ nát. Trước mặt Diệp Huyên không xa là một cô bé khoảng 11, 12 tuổi, cô bé này giống với Bắc Cảnh Vương đến 6-7 phần. Sau lưng cô bé còn có đến hàng trăm binh sĩ. Lúc này, một binh sĩ Bắc Cảnh đi đến bên cạnh Diệp Huyên. Thần chủ, nàng ấy là con gái duy nhất của Bắc Cảnh Vương. Con gái Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyên nhìn cô bé, người muốn giết ta. Cô bé nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người đã giết phụ thân ta. Diệp Huyên cười nói, ta không giết ông ta thì ông sẽ giết ta. Cô bé cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, ta biết, ta không đánh lại ngươi. Diệp Huyên cười nói, vậy ngươi vẫn còn ở đây. Cô bé nhìn Diệp Huyên, ta sẽ không đi. Diệp Huyên đi đến trước mặt cô bé, hắn chĩa kiếm vào giữa chân mày cô bé, đối phương lại không hề e sợ, cô bé cứ nhìn Diệp Huyên như vậy. Mà những binh sĩ Bắc Cảnh xung quanh đều biến sắc. Có vài người muốn ra tay nhưng lại không dám. Bắc Cảnh Vương ở Bắc Cảnh vẫn rất được lòng người. Đột nhiên Diệp Huyên thu hồi kiếm, hắn cười nói, ta không giết ngươi. Chuyện giữa ta và phụ thân ngươi là chuyện giữa đàn ông với nhau, đương nhiên ta biết. Nếu như ông ta thắng thì khả năng cao hắn sẽ giết hại tất cả những người bên cạnh ta nhưng ta sẽ không giết ngươi, có biết vì sao không? Cô gái nhỏ nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên khẽ cười, theo ta thấy, chuyện giữa đàn ông thì không nên liên lụy đến vợ con. Nói xong, hắn đã ở sau lưng cô bé, sau đó đi về phía Thiên Giang Thành phía xa. Thấy vậy, Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu đều thở dài nhẹ nhõm. Nếu Diệp Huyên giết cô bé này chắc chắn sẽ khiến toàn bộ binh sĩ Bắc Cảnh trong sân phản cảm, thậm chí sẽ làm phản. Bởi vì trước đó Diệp Huyên đã nói sẽ không giết hại. Nếu Diệp Huyên giết cô gái nhỏ này sẽ làm mất lòng người. Hơn nữa, những binh sĩ này ai ai cũng cảm thấy bất an, nếu ngay cả một cô gái nhỏ Diệp Huyên cũng không bỏ qua thì người nhà bọn họ sẽ thế nào? Hiện tại, Diệp Huyên không hề ra tay giết cô bé. Như vậy chắc chắn sẽ khiến rất nhiều binh sĩ Bắc Cảnh nhẹ nhõm. Cách đó không xa, cô gái nhỏ đứng ở nơi đó không nói gì. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh cô bé, ông ta khẽ nói, A Chân Điện Hạ, chúng ta đi thôi.
vẻ mặt cô bé vô cảm, hắn mạnh đến thế nào? Ông lão do dự chốc lát, sau đó nói, Bắc Cảnh ta đã không còn người nào có thể chống lại được hắn. Bắc Cảnh bây giờ ngay cả cao thủ đế cảnh cũng không tìm thấy. Thế thì chống lại Diệp Huyên làm sao? Cô bé quay đầu nhìn hướng Diệp Huyên rời đi, cuối cùng cô bé đi về phía xa. Trên đường, những binh sĩ Bắc Cảnh kia đồng loạt hành lễ với cô bé, còn cô gái nhỏ cũng không quan tâm đến những binh sĩ đó. Cách đó không xa, Thượng Quan Tiên Nhi đưa mắt nhìn cô bé, khẽ nói có cần để nàng ta biến mất không? Khương Cửu lắc đầu, không cần. Thượng Quan Tiên Nhi thấp giọng nói, người này có sức ảnh hưởng, e là ngày sau sẽ trở thành tai họa. Khương Cửu cười nói, nàng ta còn sống thì càng tốt cho chúng ta, bởi vì như vậy có thể khiến tất cả mọi người của Bắc Cảnh biết được, chúng ta không phải là kẻ tàn bạo. Chúng ta bây giờ cần lấy được dân ý, mà giữ lại nàng ta là có thể thu được lòng người nhất. Còn việc sau này nàng ta có trở thành tai họa hay không? Nói đến đây, nàng ấy nhìn theo hướng Diệp Huyên rời đi, khẽ nói, chỉ cần hắn không xảy ra chuyện thì nàng ta vĩnh viễn cũng không gây ra được sóng gió gì. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, đã hiểu. Khương Cửu nói, đi thôi, chúng ta sắp phải bận bịu rồi. Nói xong, hai cô gái dẫn theo những cao thủ vũ trụ hỗn độn đi vào Thiên Giang Thành. Sau khi Diệp Thành đi vào Thiên Giang Thành, hắn liên tục quan sát xung quanh, không thể không nói, về kỹ thuật kiến trúc của đại thế giới huyền hoàng này thật sự vũ trụ hỗn độn không thể so sánh được. Ở đây so với vũ trụ hỗn độn còn phát triển hơn rất rất nhiều. Ngay lúc này đột nhiên Diệp Huyên dừng bước, hắn quay đầu nhìn, bên phải hắn không xa có một ông lão mặc áo choàng trắng đang đứng. Hắn không biết ông lão áo choàng trắng này đã xuất hiện từ lúc nào. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, tay phải cầm kiếm không nói gì. Ông lão áo choàng trắng nhìn Diệp Huyên, chúng ta muốn gặp sư phụ ngươi. Diệp Huyên, gặp cô gái váy trắng. Lúc này Diệp Huyên xem như đã hiểu tại sao suốt quãng đường vừa rồi bọn họ đi lại không xuất hiện bất trắc gì. Những người này không phải là không muốn ra tay mà là đang e ngại. Kiêng dè cô gái váy trắng. Mà lúc này, đối phương lại yêu cầu gặp cô gái váy trắng, rõ ràng là muốn thăm dò tình hình cô gái váy trắng. Diệp Huyên nhìn ông lão, cười nói, sư tôn ta ở một nơi khá xa, nếu ngươi muốn gặp nàng ấy thì có thể đi tìm nàng ấy. Ông lão áo choàng trắng trầm mặc. Lúc này, Diệp Huyên lạ nói, nàng ấy giết Bắc Cảnh Vương, chỉ dùng một kiếm. Nghe vậy, con người ông lão áo trắng khẽ co rút, mà khi đó Diệp Huyên lại nói, hơn nữa, bản thể của nàng ấy chưa từng xuất hiện. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, người đang uy hiếp lão phu sao? Diệp Huyên cười nói, không, ta chỉ đang nhắc nhở các ngươi. Vừa dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, tháp giới ngục đã xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt ông lão áo trắng lập tức rời đến tháp giới ngục, Diệp Huyên cười nói, tháp này là chí bảo của Ngũ Duy. Ngươi muốn không? Ông lão áo trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi cho rằng sư tôn mình là vô địch sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười, vậy các ngươi đi tìm nàng ấy đi. Nhưng mà xem như tình bằng hữu ta nhắc nhở chút, tính khí sư tôn ta chẳng phải tốt lành đâu. Nói xong hắn đi về nơi xa. Đột nhiên ông lão áo trắng nói, Diệp Huyên, nơi này là đại thế giới huyền hoàng, lão phu khuyên ngươi một câu, làm người tốt nhất phải khiêm tốn một chút. Diệp Huyên dừng bước, hoan nghênh các người đối phó với ta. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở nơi xa. Trong sân, sắc mặt ông lão áo trắng vô cùng khó coi, tay phải ông ta đã siết chặt lại. Thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn không dám ra tay. Cô gái váy trắng. Người này, bây giờ toàn bộ đại thế giới huyền hoàng đều đang điều tra cô gái này. Thế nhưng, tài liệu của cả đại thế giới huyền hoàng về cô gái này lại gần như là con số 0. Muốn hiểu rõ cô gái váy trắng bắt buộc phải thông qua Diệp Huyên. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ cô gái váy trắng thì cũng không ai dám ra tay với Diệp Huyên. Dù sao thì tạm thời cũng không có. Cô gái váy trắng. Mặc dù người này không xuất hiện ở đại thế giới huyền hoàng, nhưng cả đại thế giới huyền hoàng này đều đã có truyền thuyết về người này. Chỉ với một kiếm đã giết chết Bắc Cảnh Vương. Mà Bắc Cảnh Vương cũng không phải hạng tôm tép gì, đó là cao thủ đỉnh cao của đại thế giới huyền hoàng. Đối phương có thể một kiếm giết chết Bắc Cảnh Vương, thực lực này phải kinh khủng thế nào? Trong sân. Ông lão áo trắng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng ông ta quay người rời đi.
bây giờ bọn họ cũng không dám động đến Diệp Huyên. Diệp Huyên đã đến phủ thành chủ Thiên Giang Thành, không thể không nói phủ thành chủ này so với thần điện của Trật Tự Thành còn khí thế hơn nhiều. Cả phủ thành chủ cao rộng gần 100 trượng, tổng cộng 3 tầng, ở trước cửa phủ có 2 bức tượng yêu thú dài đến hơn 10 trượng. Khí thế! Diệp Huyên khẽ cười, sau đó đi vào vương phủ, lúc này bên trong vương phủ đều trống rỗng. Diệp Huyên đến điện chủ, hắn lướt mắt nhìn xung quanh sau đó nói, ra đây. Vừa dứt lời, trước mặt hắn không xa xuất hiện một bóng đen. Sát thủ! Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, thiên môn. Bóng đen nói, đúng. Diệp Huyên nhìn bóng đen trước mặt, mau biến mất khỏi mắt ta. Bóng đen nói, Diệp thần chủ chớ tức giận, lần này đến là muốn hóa giải ân oán trước đó với Diệp thần chủ. Hóa giải ân oán trước đó. Diệp Huyên cười nói, hóa giải thế nào? Bóng đen nói, chúng ta sẽ không nhằm vào Diệp thần chủ nữa. Diệp Huyên chợt hỏi, để các người giết người cần phải trả cái giá thế nào? Bóng đen trầm giọng nói, xin lỗi, chúng ta không nhận nhiệm vụ từ Diệp thần chủ ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Bóng đen trầm mặc một lúc, sau đó nói, kẻ thù của ngươi quá nhiều, nếu nhận thì e là lâu dài sẽ không được an ổn. Diệp Huyên. Bóng đen lại nói, thiên môn ta cũng sẽ không nhận bất kỳ vụ làm ăn nào nhằm vào Diệp thần chủ. Diệp thần chủ, môn chủ bảo ta gửi lời cho ngươi, từ nay ân oán chúng ta đã giải quyết. Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Trong điện, Diệp Huyên trầm mặc. Xem như hắn đã hiểu rồi. Sự xuất hiện của cô gái váy trắng khiến rất nhiều thế lực đều buông bỏ ý định với tháp giới ngục. Một lúc sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay hắn đặt trên gối, hai mắt nhắm lại, không biết qua bao lâu đột nhiên một thanh kiếm lại đâm vào bụng hắn. Hấp thụ, tu luyện. Bây giờ chuyện mỗi ngày hắn cần làm là điên cuồng tu luyện. Nhất định phải mau chóng đạt đến đế cảnh. Bên ngoài thành, bóng đen trước đó ở trong đại điện vừa mới ra ngoài thành thì một ông lão áo trắng đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Ông lão áo trắng nhìn bóng đen, cười lạnh, thiên môn ngươi cứ từ bỏ như vậy. Bóng đen lạnh giọng nói, chuyện này có liên quan gì đến tiên kiếm tông ngươi? Ông lão áo trắng lạnh giọng nói, cứ như vậy buông bỏ chí bảo kia, các ngươi cam tâm sao? Bóng đen nói, chúng ta không đánh nổi cô gái váy trắng kia. Nói xong hắn lập tức đã biến mất. Cô gái váy trắng. Sắc mặt ông lão áo trắng u ám, người đó đã dùng một kiếm giết chết toàn bộ cao thủ đế cảnh và trên đế cảnh của Bắc Cảnh. Mạnh tới mức khiến rất nhiều thế lực đại thế giới huyền hoàng có phần tuyệt vọng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều sợ. Ít ra, tiên kiếm tông bọn họ không sợ, đương nhiên cũng không dám xem nhẹ. Mà chuyện bây giờ bọn họ cần làm chính là thăm dò lai lịch và thực lực thật sự của cô gái váy trắng. Ông lão áo trắng nhìn Thiên Giang Thành sau đó quay người đi. Thiên Giang Thành, trước mặt Diệp Huyên không xa, thượng quan Tiên Nhi đang yên lặng đứng đó. Nàng ấy không làm phiền Diệp Huyên đang tu luyện. Cứ như vậy, ước chừng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên mở mắt ra. Thượng quan Tiên Nhi vội nói, đột phá rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, nào có chuyện dễ như vậy. Nói rồi hắn nhìn Thượng quan Tiên Nhi, có chuyện gì sao? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, chúng ta đã hiểu được đại khái cơ cấu thế lực của đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên nói. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng, đại thế giới huyền hoàng tổng cộng chia thành 7 khu vực, Bắc Cảnh chúng ta là một trong số đó, ngoài ra còn có Nam Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh cùng với huyền hoàng giới. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, huyền hoàng giới. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đại thế giới huyền hoàng này đã từng được nhất thống, toàn bộ đại thế giới huyền hoàng đều phải nghe theo mệnh lệnh từ huyền hoàng chủ của huyền hoàng giới, đáng tiếc là huyền hoàng chủ sau này lại không bằng thế hệ trước đó. Cuối cùng, cả đại thế giới huyền hoàng bị quần hùng chia cắt, mỗi cảnh tự mình làm chủ, mặc dù trên danh nghĩa vẫn tôn thờ huyền hoàng chủ nhưng trên thực tế, huyền hoàng chủ đời này đã không thể ra lệnh cho những người này. Ngoài ra, đại thế giới huyền hoàng còn có 2 thế gia lớn, cùng với 3 tông môn siêu cấp. Nói đến đây, vẻ mặt nàng ấy trở nên nghiêm trọng hơn, 2 thế gia lớn này lần lượt là Hiên Viên tộc và Vu tộc. 2 thế gia này rất thần bí, tài liệu vô cùng ít, còn về thực lực thật sự của bọn họ cũng không ai biết, chỉ biết 2 thế gia này chỉ dẫm một đạp thì đại thế giới huyền hoàng phải rung chuyển 3 lần.
Hiên Viên tộc, Phu tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ba tông thì sao? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Tiên Kiếm Tông, Vô Lượng Tông, Quyền Tông. Nói đến đây, nàng ấy lại nhìn Diệp Huyên, thực lực ba tông này cũng là đứng đầu, mà dưới bọn họ chính là bốn cảnh, Nam Cảnh, Bắc Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh. Ngoài bốn cảnh này còn có Yêu Cảnh, Ma Cảnh, cùng với Quỷ Cảnh cách chúng ta không xa. Đột nhiên Diệp Huyên hỏi, Đạo Môn và Kiếm Võ Môn thì sao? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đây cũng là chuyện ta đang định nói, hai thế này lực rất ít khi lộ mặt, nhất là Đạo Môn, họ vô cùng thần bí nhưng trên bảng Huyền Hoàng Thần Võ vẫn luôn có tên cả hai, đặc biệt là bảng Huyền Hoàng Thần Võ lần vừa rồi, người đứng đầu đều là người của bọn họ. Mà thực lực thật sự của Đạo Môn này, không biết được. Đạo Môn, nơi hiện tại Tiểu Thất đang ở. Diệp Huyên trầm mặc lúc sau đó lại nói, Bảo Thiên Cơ Tông tiếp tục điều tra Đạo Môn. Hắn không hề quên Tiểu Thất. Có thời gian thì phải đi đến Đạo Môn gặp Tiểu Thất. Tốt nhất là để Tiểu Thất quay về lại làm thần chủ, hắn thật sự không có hứng thú gì với quyền lực cả. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi lại nói, còn có một thế lực, đó chính là Huyền Hoàng Giới. Huyền Hoàng chủ của Huyền Hoàng Giới này cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của Đại Thế Giới Huyền Hoàng, nhưng Huyền Hoàng chủ này không có quyền lợi gì. Tuy vậy, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Chúng ta cũng không được xem thường Huyền Hoàng Giới này. Nói xong, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, nếu chúng ta muốn danh chính ngôn thuận ở lại Bắc Cảnh này, tốt nhất là được Huyền Hoàng chủ chính thức công nhận, đương nhiên, không cần bọn họ công nhận cũng được. Diệp Huyên khẽ nói, trước đó khi chúng ta đến, người đàn ông trung niên kia nói đại diện cho Huyền Hoàng chủ hoan nghênh chúng ta. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Nếu chúng ta nhận được sự đồng ý của Huyền Hoàng chủ này thì có thể thu phục được lòng người ở Bắc Cảnh này, người Bắc Cảnh bây giờ vẫn còn chút kháng cự với chúng ta. Diệp Huyên nói, ta đến Huyền Hoàng giới một chuyến. Thượng quan Tiên Nhi hơi sững người, sau đó vội lắc đầu, không được, chúng ta còn chưa biết ý đồ thực sự của bên đó, nếu ngài đi nhỡ đâu có chuyện gì. Diệp Huyên cười nói, chúng ta không thể rụt đầu ở đây. Nói xong, hắn đứng dậy khẽ nói. Nếu Huyền Hoàng giới này đã tỏ rõ thiện ý thì đương nhiên chúng ta phải có gì đó đáp lại mới được. Hơn nữa, chúng ta đến đây không phải muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ người đại thế giới Huyền Hoàng, nếu có thể thì vẫn nên kéo thêm nhiều đồng minh. Cứ bắt đầu từ Huyền Hoàng giới này đi. Như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn sang Thượng quan Tiên Nhi, chuẩn bị cho ta lễ vật, không cần quá trang trọng, nhưng phải đẹp mắt. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, ngài muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, sau này cô sẽ biết thôi. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy quay người rời đi. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi Thiên Giang Thành sau đó đi về phía Huyền Hoàng giới. Trong đám mây, Diệp Huyên ngự kiếm để đi, hắn không hề che giấu hơi thở. Tình hình hiện tại của hắn thì người bình thường không dám đến tìm hắn, người đến tìm hắn thì không phải người thường, vì vậy che giấu hơi thở cũng vô dụng. Ước chừng nửa canh giờ sau, đột nhiên Diệp Huyên dừng lại, trước mặt hắn không xa bỗng xuất hiện một thanh niên mặc áo choàng dài màu đen, tay phải cầm trường thương. Người thanh niên nhìn Diệp Huyên, nghe nói kiếm đạo các hạ vô song, tại hạ xin được lĩnh giáo. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn người thanh niên, đến đi. Người thanh niên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, trầm mặc. Một lúc sau, người thanh niên lại nói, ta không dùng thương, người cũng không dùng kiếm, có được không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Vừa dứt lời, đột nhiên tháp giới ngục xuất hiện giữa hàng mày hắn, ngay sau đó, một áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy người thanh niên. Người thanh niên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hắn ta ôm quyền, xin lỗi, đã làm phiền rồi. Nói xong, hắn ta đã quay người biến mất nơi chân trời. Làm phiền rồi. Người đàn ông cầm thương đi mất không chút do dự. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên xuất hiện trước mặt người đàn ông cầm thương, hắn nhìn người đàn ông đó, phải xưng hô thế nào? Người đàn ông cầm thương nói, Bắc Minh. Diệp Huyên hỏi, tại sao lại đến khiêu chiến ta? Người đàn ông cầm thương nhìn Diệp Huyên, ta đến từ Bắc Cảnh. Bắc Cảnh. Diệp Huyên cười nói, người đến là để báo thù cho Bắc Cảnh Vương. Bắc Minh lắc đầu, chỉ là muốn đấu với ngươi một trận. Diệp Huyên nhìn Bắc Minh, đỡ lấy một quyền của ta. Vừa dứt lời,
hắn đột nhiên lao lên. Đối diện với Diệp Huyên, Bắc Minh khẽ nheo hai mắt, hắn ta khom người, không gian dưới chân lập tức lõm vào, ngay sau đó, hắn ta cầm thương lao mạnh về phía trước. Ầm ầm. Khi cây thương lướt qua, không gian lập tức bị xé rách. Mà lúc này, quyền của Diệp Huyên cũng đã đến. Táng quyền. Quyền vừa đánh xuống thì Bắc Minh ở trước mặt Diệp Huyên đã bị đẩy lùi hơn trăm trượng trong chớp mắt. Sau khi dừng lại, Bắc Minh nhìn tay phải của mình, lúc này cả cánh tay phải của Diệp Huyên đã bị đánh nát. Thoáng chốc trầm mặc, Bắc Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ta không đánh lại ngươi. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Nhưng ngay sau đó hắn lại dừng lại, cảm tạ ngươi không đại khai sát giới ở Bắc Cảnh. Diệp Huyên cười nói, nhưng nếu như các ngươi thắng thì người của các ngươi sẽ đại khai sát giới ở vũ trụ hỗn độn, không phải sao? Bắc Minh trầm mặc một lúc, sau đó nói, không phải tất cả người Bắc Cảnh đều là kẻ tham lam, đương nhiên, những điều này đã không còn ý nghĩa gì, bây giờ ngươi là Bắc Cảnh chủ, hy vọng sẽ đối đãi tử tế với Bắc Cảnh. Vừa dứt lời hắn ta đã bước nhanh biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng một lúc sau đó cũng biến mất. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đã đến Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng giới cách Bắc Cảnh không quá xa. Ngay khi Diệp Huyên bước vào Huyền Hoàng giới, một ông lão chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đến đây có chuyện gì? Diệp Huyên ôm quyền nói, xin hãy thông báo một tiếng. Nói rằng Diệp Huyên đến cầu kiến Huyền Hoàng chủ. Gặp Huyền Hoàng chủ. Ông lão nhìn Diệp Huyên, gặp Huyền Hoàng chủ làm gì? Diệp Huyên cười nói, các hạ cứ việc đi thông báo là được. Ông lão im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi. Ước chừng sau nửa khắc, đột nhiên ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên, Huyền Hoàng chủ cho mời. Diệp Huyên gật đầu, xin dẫn đường. Rất nhanh sau đó, theo sự dẫn dắt của ông lão, Diệp Huyên đã đến thành chủ của Huyền Hoàng giới, Huyền Hoàng Thành. Huyền Hoàng Thành là thành đầu tiên của Huyền Hoàng giới, tòa thành này dài đến gần nghìn dặm, hơn nữa còn lơ lửng trong không trung. Nhìn Huyền Hoàng Thành trước mắt, Diệp Huyên cũng bị chấn động. Tòa thành này là tòa thành lớn nhất từ trước đến giờ hắn được thấy. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyên gật đầu. Rất nhanh sau đó, hắn và ông lão đi vào trong thành, bên trong thành rất phồn hoa, hơn nữa người đi lại rất nhiều, rất náo nhiệt. Không lâu sau, ông lão đưa Diệp Huyên đến Huyền Hoàng Điện. Ông lão làm động tác tay ra ý mời. Diệp Huyên đi vào đại điện. Đại điện vô cùng xa hoa, sàn nhà được làm bằng loại đá không biết tên, bước lên trên rất mềm mại, thật sự thoải mái. Ở phía cuối, nơi đó có một cô gái đang ngồi. Cô gái ước chừng 26, 27, nàng ta mặc trường bào màu tím, giữa hàng mày có một chấm đỏ, nàng ta cứ ngồi ở đó như vậy. Yếu ớt. Đây là cảm giác đầu tiên về cô gái đó của Diệp Huyên. Bởi vì cả gương mặt cô gái trông trắng nhợt một cách lạ thường, không phải kiểu trắng nhợt bình thường. Trong lòng Diệp Huyên có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ được Huyền Hoàng chủ lại là một cô gái. Hơn nữa, hơi thở Huyền Hoàng chủ này vô cùng yếu ớt, yếu đến mức giống như một người bình thường. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã đi đến trước mặt cô gái. Phía sau Diệp Huyên, ông lão kia cứ nhìn hắn như vậy. Diệp Huyên dừng bước, hắn khẽ thi lễ với cô gái, thuộc hạ Diệp Huyên, ra mắt Huyền Hoàng chủ. Thuộc hạ. Nghe vậy, ánh mắt cô gái chợt có chút kinh ngạc, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử miễn lễ. Âm thanh rất nhỏ. Cũng rất yếu ớt. Cô gái quan sát Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, lần này Diệp công tử đến là vì chuyện gì? Diệp Huyên khẽ thi lễ, ta là người thẳng thắn, cũng không vòng vo với Huyền Hoàng chủ nữa. Lần này đến đây là muốn được Huyền Hoàng chủ công nhận. Cô gái khẽ cười, Diệp công tử căn bản không cần ta công nhận. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cần. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người muốn danh chính ngôn thuận. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái chỉ cười không nói. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta nguyện tôn các hạ là Huyền Hoàng chủ. Cô gái nhìn thẳng Diệp Huyên, qua một lúc lâu, đột nhiên nàng ta nhìn ông lão cách đó không xa, chiêu cáo đại thế giới Huyền Hoàng. Từ thời khắc này, Diệp Huyên là vương của Bắc Cảnh, ngoài ra, phong Diệp thành chủ là vương thượng vương, trong chư vương, hắn là người đứng đầu. Nghe vậy, sắc mặt ông lão cách đó không xa chợt thay đổi.
vương thượng vương. Ở đại thế giới huyền hoàng, được phong vương có tổng cộng 6 người, không đúng, trừ đi Bắc Cảnh vương đã sụp đổ, chỉ có 4 người thôi. Mà 4 người này đều giống như Bắc Cảnh vương trước, đều thuộc vào hàng cao thủ cấp bậc đỉnh cao của đại thế giới huyền hoàng. Hiện tại, Diệp Huyên là vương thượng vương, được tôn xưng còn cao hơn cả 4 người kia. Ông lão không nghĩ nhiều, quay người rời đi. Diệp Huyên trầm mặc, hắn cũng không ngờ cô gái này lại quyết định như vậy. Nhưng như vậy cũng bình thường, muốn đạt được thứ mình muốn thì bắt buộc phải bỏ ra gì đó. Rất nhanh sau đó, ông lão đã quay lại trong đại điện, mà lúc này, ông ta cầm theo một cái ấn vàng trong tay, trên ấn vàng có một con rồng vàng nhỏ trông như thật. Ông lão đưa ấn vàng đến trước mặt Diệp Huyên nhận lấy ấn vàng. Lúc này, đột nhiên cô gái nói, Diệp Vương, kể từ bây giờ, Bắc Cảnh giao cho ngươi rồi. Diệp Huyên nhìn cô gái, ta sẽ quản lý Bắc Cảnh thật tốt. Nói xong hắn do dự một lát, sau đó lại nói, nếu Huyền Hoàng chủ có cần gì thì có thể báo cho ta bất kỳ lúc nào, ta sẽ bất chấp gian nguy, không nề hà sống chết. Cô gái gật đầu, Diệp Vương có lòng rồi. Diệp Huyên khẽ thi lễ, nếu không còn chuyện gì, tại hạ xin cáo lui. Lúc này, đột nhiên cô gái lại nói, Diệp Vương vừa đến Bắc Cảnh, cuộc sống còn xa lạ, e là có nhiều chuyện không dễ xử lý. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang ông lão ở gần đó, truyền lệnh xuống quốc khố, lấy ra 10 tỷ thần tinh đưa sang Bắc Cảnh. 10 tỷ thần tinh. Ông lão khẽ gật đầu sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cô gái, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cô gái nhìn Diệp Huyên rời đi. Lúc lâu cũng chưa lên tiếng. Lúc này, ông lão trước đó đã rời đi lại xuất hiện trước mặt cô gái, ông lão khẽ thi lễ, bệ hạ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cô gái khẽ nói, Diệp Vương này của chúng ta muốn dùng danh nghĩa của thiên tử để ra lệnh chư hầu. Nói rồi, nàng ta lắc đầu khẽ cười, dã tâm không chỉ lớn bình thường đâu. Ông lão khẽ cau mày, vậy tại sao bệ hạ còn làm như vậy? Cô gái khẽ nói, hắn và ta chính là lợi dụng lẫn nhau. Nói xong, nàng ta nhắm lại hai mắt, ta muốn toàn bộ thông tin về hắn. Sau khi rời khỏi Huyền Hoàng Điện, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn trời, từ trước đến nay hắn đều nằm ở thế bị động, mà bây giờ hắn không muốn bị động nữa. Nếu nhất định sẽ có rắc rối vậy thì hắn lựa chọn chủ động nhận lấy những rắc rối đó. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn. Nhìn tháp giới ngục trong tay, Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, không biết còn bao nhiêu người muốn có ngươi nữa đây. Vừa dứt lời, cả người hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất nơi chân trời. Nơi chân trời mênh mông, Diệp Huyên ngự kiếm lao nhanh, hắn nâng cao tốc độ của mình đến cực điểm. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên trong đám mây đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn qua, trong đám mây sâu thẳm có một ông lão đang đứng, lúc này ông lão đang nhìn hắn. Diệp Huyên khẽ cười, lập tức hóa thành kiếm quang biến mất ở nơi không xa. Sau khi Diệp Huyên biến mất, đối diện ông lão cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn ông lão, cười nói, chưa từng nghĩ đến, Hiên Viên gia ngươi vậy mà cũng nhỏ ngó đến bảo vật kia. Vẻ mặt ông lão vô cảm, phụ tộc ngươi chẳng phải cũng đã ngấp nghé lâu rồi sao? Người đàn ông trung niên cười nói, như nhau thôi. Nói xong, hắn ta nhìn theo hướng Diệp Huyên biến mất phía xa, khẽ nói, người nói xem, rốt cuộc cô gái kia đã đạt đến trình độ nào. Ông lão trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói, đủ để giết Bắc Cảnh vương trong thoáng chốc, đối phương ít nhất cũng là bán bộ vị chi cảnh. Người đàn ông trung niên hỏi, có khả năng là vị chi cảnh không? Ông lão lắc đầu, tuyệt đối không thể. Nếu đối phương thật sự là vị chi cảnh thì chúng ta không thể không biết, hơn nữa. Người đạt đến cảnh giới như vậy, thông thường đều đã đến nơi kia thám thính ngũ duy rồi. Căn bản không thể ở lại nơi này. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta có chút u ám, nàng ta tuyệt đối không thể đạt đến vị chi cảnh. Một kiếm trung tiên vị chi cảnh độc nhất. Đại thế giới huyền hoàng là thế giới võ đạo văn minh phồn hoa nhất trong vũ trụ tứ duy, mà ngay cả một nơi như vậy từ xưa đến nay, cao thủ vị chi cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ vậy. Đại thế giới huyền hoàng bây giờ đã gần vạn năm mà vẫn chưa từng xuất hiện cao thủ vị chi cảnh. Lúc này,
Đột nhiên ông lão trung niên nói, cho dù người này có phải là vị chi cảnh hay không, nhưng theo tình hình trước mắt thì người này chắc chắn không phải người tầm thường. Ông lão gật đầu, hiên viên tộc ta dùng toàn bộ sức lực cũng không điều tra ra được thân phận thật sự của cô gái này, mà số lần cô gái này xuất hiện cũng vô cùng ít, thế nhưng mỗi lần nàng ta xuất hiện thì đều là vì Diệp Huyên kia. Diệp Huyên, người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, người này e rằng cũng không phải người tầm thường. Nếu không phải bảo vật kia quá mê người thì vu tộc ta cũng không muốn phải trở mặt với hắn. Ông lão cười lạnh, trừ phi cô gái kia thật sự đạt đến vị chi cảnh trong truyền thuyết, nếu không hiên viên tộc ta tuyệt đối không từ bỏ. Người đàn ông trung niên nhìn ông lão, cười nói, xem ra hiên viên tộc ngươi nhất định phải có được chí bảo đó rồi. Ông lão lạnh giọng nói, vu tộc ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nếu cô gái kia thật sự đạt đến vị chi cảnh thì vu tộc ta sẽ từ bỏ. Bảo vật như vậy, chỉ có cao thủ vị chi cảnh mới có tư cách sở hữu. Còn nếu nàng ta chưa đạt đến vị chi cảnh thì vu tộc ta tự nhiên sẽ phải tranh giành một chút. Ông lão nhìn người đàn ông trung niên, tạm thời hợp tác. Người đàn ông trung niên khẽ cười, ta cũng đang có ý này. Diệp Huyên quay về đến Thiên Giang Thành, sau khi quay về thành, Diệp Huyên lập tức bắt đầu đột phá lên thánh cảnh. Còn chuyện Diệp Huyên được Huyền Hoàng chủ sắc phong rất nhanh đã truyền khắp cả đại thế giới Huyền Hoàng. Vương Thượng Vương. Phong hào này vừa được sắc phong thì vô số người bỗng chốc đã hả hê vui sướng. Bởi vì ở đại thế giới Huyền Hoàng, cộng thêm Bắc Cảnh Vương trước kia thì có tổng cộng 7 người được phong vương. Mà 7 người này đều là cao thủ đỉnh cao của đại thế giới Huyền Hoàng. Nhưng bây giờ, Diệp Huyên không chỉ được phong Bắc Cảnh Vương, mà còn được phong Vương Thượng Vương, chẳng phải đang đánh vào mặt 6 người còn lại sao? Nhưng chuyện khiến người ta bất ngờ chính là 6 vương còn lại cũng chẳng có phản ứng gì. Nên nói là, đối với chuyện Diệp Huyên bước vào Bắc Cảnh thì các thế lực lớn trong cả đại thế giới Huyền Hoàng lại đều giữ im lặng. Cũng không có bất kỳ thế lực nào đến gây rối cho Diệp Huyên. Trong vương điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thụ kiếm cấp bậc đạo cảnh. Từng thanh kiếm đều được hấp thụ, hơi thở tỏa ra trên người Diệp Huyên càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Không lâu sau, hắn lại hấp thụ một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh. Cứ như vậy, tốc độ Diệp Huyên hấp thụ kiếm càng lúc càng nhanh, 5 ngày sau, trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên tỏa ra một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Luồng hơi thở này càn quét khắp xung quanh, không gian xung quanh lập tức vỡ nứt. Lúc này, Diệp Huyên mở bừng hai mắt, trong mắt hắn là hai luồng kiếm quang chợt lóe lên như sấm chớp, vô cùng chói mắt. Diệp Huyên hít thật sâu một hơi, một luồng năng lực lập tức lan ra toàn thân. Thánh cảnh. Bây giờ hắn đã đạt đến thánh cảnh, nhưng hắn đã hấp thụ hết toàn bộ kiếm đạo cảnh của mình. Hắn bây giờ đến cả một thanh kiếm đạo cảnh cũng chẳng còn nữa rồi. Hơn nữa, ảnh hưởng của kiếm cấp bậc đạo cảnh đối với hắn cũng trở nên không đáng kể. Thần cảnh. Bây giờ thứ hắn cần là kiếm cấp bậc thần cảnh, mà kiếm cấp bậc thần cảnh thì hắn chỉ có 2 thanh. Còn về kiếm Thiên Chu và kiếm Chấn Hồn, 2 thanh kiếm này đều là siêu cấp thần cảnh, nhưng hắn lại không thể hấp thụ. Nhưng cũng may, lúc trước đã có được 2 thanh kiếm cấp bậc thần cảnh từ chỗ Bắc Cảnh Vương. Đương nhiên, hắn cũng khá lo lắng, bởi vì sau này có thể phải cần có kiếm thấp nhất là ở cấp bậc thần cảnh, mà loại kiếm này không phải cứ có tiền là có thể mua được. Trong điện, Diệp Huyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hắn đi ra khỏi đại điện, đến cửa đại điện. Thượng quan Tiên Nhi đã đợi một lúc lâu. Thượng quan Tiên Nhi khẽ thi lễ với Diệp Huyên, khu vực Bắc Cảnh rộng lớn, chúng ta đã nắm giữ 7-8 phần, nhưng có một vài thế gia và tông môn cổ xưa đều đã chuyển đi. Diệp Huyên gật đầu, không quan trọng. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, lại nói tiếp, dạo này có hơi yên tĩnh, không được bình thường. Diệp Huyên cười nói, yên tĩnh còn không tốt sao? Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, ta sợ là bạn họ sẽ có hành động lớn. Quan trọng hơn là chúng ta bây giờ không biết kẻ địch của chúng ta có những ai. Kẻ địch. Diệp Huyên trầm mặc. Cho đến hiện tại, chưa có ai ra tay với hắn, cũng có nghĩa là một vài thế lực có khả năng không phải kẻ địch của bọn họ, nhưng cũng có khả năng toàn bộ bọn họ đều là kẻ địch. Ngay lúc này, đột nhiên một binh sĩ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, binh sĩ khẽ hành lễ với Diệp Huyên, thần chủ. Sứ giả Nam Cảnh Vương cầu kiến bệ hạ. Nam Cảnh Vương.
Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, cho truyền. Binh sĩ kính cẩn hành lễ, lùi ra. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đi đến, người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, trong tay cầm quạt, thanh thoát nhẹ nhàng. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Diệp Huyên, hắn ta ôm quyền nói, tại hạ Lý Mục Nam, là mưu sĩ hèn mạt bên cạnh Nam Cảnh Vương, được gặp Diệp Vương. Diệp Huyên cười nói, không cần đa lễ. Lý Mục Nam khẽ điểm tay, một chiến nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, tại hạ thay mặt cho Nam Cảnh, thay mặt Ngô Vương cung chúc Diệp Vương trở thành chủ Bắc Cảnh, đây là một chút tâm ý của Ngô Vương, mong Diệp Vương nhận lấy. Diệp Huyên liếc mắt nhìn, trong nhẫn chứa đồ có 5 tỷ thần tinh. Diệp Huyên nhận nhẫn chứa đồ, cười nói, nhờ các hạ chuyển lời cho Nam Vương, nói là Diệp Huyên ta đa tạ. Lý Mục Nam cười nói, Diệp Vương, Bắc Cảnh Vương này và Đông Cảnh có quan hệ không tệ, xin Diệp Vương nhớ chú ý đến Đông Cảnh. Đông Cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn nhìn Thượng Cung Tiên Nhi, Thượng Cung Tiên Nhi thấp giọng nói, thê tử của Bắc Cảnh Vương chính là con gái của Đông Cảnh Vương. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu rồi. Lúc này, Lý Mục Nam lại nói, Diệp Vương, thế lực đại thế giới huyền hoàng rắc rối phức tạp, hơn nữa, có rất nhiều thế lực đều sinh lòng ngấp nghé với bảo vật trên người Diệp Vương, vì vậy mong Diệp Vương hãy cẩn thận thêm. Diệp Huyên nhìn Lý Mục Nam, đa tạ đã nhắc nhở. Lý Mục Nam ôm quyền nói, tại hạ vẫn còn chút chuyện, xin cáo từ trước. Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, thay ta tiễn Lý tiên sinh. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Sau khi tiễn Lý Mục Nam, Thượng Quan Tiên Nhi quay lại bên cạnh Diệp Huyên, nàng ấy thấp giọng nói, Nam Cảnh này đang tỏ ra thiện chí sao? Diệp Huyên khẽ nói, trước mắt xem ra thì đúng là vậy. Nói rồi hắn lắc đầu khẽ cười, vẫn là hưởng chút hào quang của nàng ta. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên biết, cho dù là Huyền Hoàng chủ, hay là Nam Cảnh Vương kia, thật ra đều là do cô gái váy trắng kia nên mới tỏ ý tốt với hắn. Nếu không có cô gái váy trắng lúc đó đã trấn giết Bắc Cảnh Vương, thì đừng nói là hắn vào được Bắc Cảnh, e là có thể đến được Bắc Cảnh hay không cũng là vấn đề lớn rồi. Mà bởi vì có sự tồn tại của cô gái váy trắng, nên hiện tại các thế lực lớn của đại thế giới huyền hoàng đã không lựa chọn nhắm vào hắn nữa, ít nhất ngoài mặt cũng không còn đối phó với hắn, dù sao những thế lực này cũng không ngu ngốc. Một người có thể miểu sát Bắc Cảnh Vương, cho dù là ở đại thế giới huyền hoàng này cũng không có bao nhiêu thế lực hay người nào có thể đối phó được. Lúc này, đột nhiên Thượng Quan Tiên Nhi ở bên cạnh Diệp Huyên lên tiếng, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Huyên đang định nói thì ở bầu trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang, ngay sau đó, kiếm quang kia lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, kiếm quang tan đi thì một ông lão cầm kiếm trên lưng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão nhìn Diệp Huyên, vung tay phải, một tấm lệnh khiêu chiến rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, Tiên Kiếm Tông ta nghe danh Diệp công tử kiếm đạo vô song từ lâu, muốn mời Diệp công tử đến Tiên Kiếm Tông đàm luận đạo kiếm, không biết Diệp công tử có dám đi hay không? Tiên Kiếm Tông. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, đây chính là kẻ địch, bây giờ xem Tiên Kiếm Tông trở thành kẻ địch. Thượng Quan Tiên Nhi liếc nhìn ông lão, gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyên nhìn ông lão kiếm tu, cười nói, đến Tiên Kiếm Tông ngươi đàm luận kiếm đạo. Ông lão lạnh giọng nói, nếu không dám thì không đi cũng được. Diệp Huyên cười nói, ngươi muốn ta đi thì ta đi sao? Vậy thì thật mất mặt đấy. Vẻ mặt ông lão kiếm tu vô cảm, vậy là ngươi không dám rồi. Đột nhiên Diệp Huyên biến mất. Bù! Một luồng kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Sắc mặt ông lão kiếm tu chợt thay đổi. Lập tức rút kiếm chém xuống. Bù! Ông ta vừa chém xuống, kiếm trong tay lập tức phân thành hai đoạn, cùng lúc đó, cánh tay cầm kiếm của ông ta lập tức bay ra ngoài. Máu tuôn như thác. Ông lão hoảng hốt trong lòng, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi. Ngay lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên phóng thẳng đến yết hầu ông ta. Bù! Đầu ông lão trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đầu của ông lão, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, Bắc Cảnh ta tuyên chiến với Tiên Kiếm Tông. Thượng Quan Tiên Nhi, Bắc Cảnh tuyên chiến với Tiên Kiếm Tông. Lời tuyên chiến đột ngột của Bắc Cảnh làm vô số thế lực ở đại thế giới huyền hoàng phải khiếp sợ. Không ai ngờ rằng Diệp Huyên lại đột nhiên tuyên chiến với Tiên Kiếm Tông. Phải biết rằng Tiên Kiếm Tông này không phải thế lực bình thường,
nó có thực lực và sự ảnh hưởng vô cùng lớn ở đại thế giới huyền hoàng. Mà Diệp Huyên mới xích mích một tí đã tuyên chiến, hắn muốn làm gì? Xưng bá đại thế giới huyền hoàng à? Tiên kiếm tông. Tiên kiếm tông ở phía nam đại thế giới huyền hoàng, bọn họ có riêng cho mình một giới độc lập kiếm giới. Ở đại thế giới huyền hoàng, tiên kiếm tông có thể nói là tông môn kiếm tu đứng đầu, từ xưa tới nay, kiếm tu nổi tiếng ở đại thế giới huyền hoàng hầu như đều xuất thân từ tiên kiếm tông. Mà vào mấy vạn năm trước, tiên kiếm tông đã từng là thế lực đứng đầu đại thế giới huyền hoàng này. Bởi vì lúc ấy tiên kiếm tông đã có một vị cường giả vị chi cảnh, kiếm đế Thính Vân. Trong đăng phong các vẫn còn dựng tượng của kiếm đế Thính Vân. Tuy hiện tại thực lực của tiên kiếm tông không bằng năm đó, nhưng dù sao gốc gác vẫn ở đấy. Tiên kiếm điện. Trong điện chỉ có ba người. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt như ngọc, tóc dài xõa vai, trên mặt còn vươn nét cười như có như không. Trên tay phải gã có một tia kiếm quang đang lượn quanh. Người này chính là tông chủ tiên kiếm tông. Ở đại thế giới huyền hoàng, ngoại trừ bảng thần võ huyền hoàng ra còn có một bảng nữa, đó là bảng chí tôn. Người ở trên bảng này đều là cường giả hàng đầu ở đại thế giới huyền hoàng. Bắc Cảnh Vương lúc trước cũng ở trên bảng chí tôn, hơn nữa còn đứng thứ 7. Mà kiếm thập phong này lại đứng thứ 5. Cách người đàn ông trung niên không xa là một ông lão, lão mặc trên người bộ áo bào đen rộng thùng thình, hai tay giấu trong áo. Sau lưng lão còn đeo một thanh thiết kiếm lớn đen xì. Bên phải là một thiếu niên. Thiếu niên chỉ chừng 20, mặc bộ áo bào trắng, tay ôm kiếm. Thiếu niên này chính là Việt Kim Chiêu đứng thứ 6 trên bảng thần võ huyền hoàng. Kiếm thập phong đột nhiên cười, đúng là không ngờ thật, thiếu niên Diệp Huyên kia vậy mà dám tuyên chiến thẳng mặt với tiên kiếm tông ta. Nói đến đây, gã nhìn về phía Việt Kim Chiêu, cậu nghĩ sao? Việt Kim Chiêu hơi trầm ngâm rồi đáp lời, người này một lời không hợp đã tuyên chiến với tiên kiếm tông, có hai nguyên nhân, một, hắn có chống lưng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hai, người này đang chơi trò tâm lý với chúng ta. Kiếm thập phong cười nói, rõ hơn chút đi. Việt Kim Chiêu gật đầu, thực lực của người sau lưng hắn tất nhiên không cần phải nghi ngờ nữa, thế nhưng đối phương rất có khả năng không thể tùy thời ra tay giúp đỡ được. Vì thế Diệp Huyên mới được dịp phách lối như vậy, bởi vì hắn càng hung hăng, chúng ta lại càng kiêng dè, chỉ cần chúng ta kiêng dè, hắn sẽ chiếm được ưu thế. Hơn nữa, hắn lớn lối không e sợ gì như vậy, không chỉ là tiên kiếm tông ta, mà còn khiến cho các thế lực khác kiêng kỵ vài phần. Nói đến đây, y hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp, trong thế gian trần tục này, người càng có tiền thì càng biết điều, ngược lại, những kẻ không có tiền. Hoặc chỉ có chút tài phú trong người thì sẽ kiêu căng khoe khoang. Diệp Huyên lúc này có thể là đang giả heo ăn thịt hổ. Kiếm thập phong nhìn về phía Việt Kim Chiêu, sao cậu lại chắc chắn người sau lưng hắn không thể tùy thời ra tay. Việt Kim Chiêu nhẹ giọng nói, người kia từng xuất hiện hai lần, lần thứ nhất chém chết nguyên soái Bắc Cảnh, lần thứ hai chém chết Bắc Cảnh Vương, mà hai lần này đều là phân thân của nàng ta xuất hiện, còn bản thể vẫn chưa thấy đâu. Không chỉ thế. Theo ta được biết, sở dĩ nàng ta xuất hiện là vì Bắc Cảnh đã dùng một chút thủ đoạn chủ động tìm kiếm. Theo ta đoán, bản thân Diệp Huyên kia có lẽ cũng không thể liên lạc với cô gái váy trắng nọ. Kiếm thập phong hỏi, sao cậu biết? Việt Kim Chiêu nói, chỉ là suy đoán thôi. Kiếm thập phong trầm mặc. Lúc này, Việt Kim Chiêu đột nhiên nói, tông chủ, ta có lời muốn nói. Kiếm thập phong gật đầu, nói đi. Việt Kim Chiêu, tiên kiếm tông ta thực ra không cần kết địch với hắn. Thứ nhất, thực lực của cô gái váy trắng sau lưng người này ít nhất là trên chí cảnh. Cường giả cỡ này nếu đã điên cuồng quyết tâm trả thù tiên kiếm tông chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ đánh mất địa vị hiện có ở đại thế giới huyền hoàng. Còn nữa, cho dù tông chủ lấy được bảo vật kia của Diệp Huyên, tiên kiếm tông ta chắc chắn cũng sẽ trở thành mục tiêu cho người ta chĩa mũi nhọn vào. Kiếm thập phong khẽ cười nói, lời cậu nói sao ta lại không biết. Cho dù tiên kiếm tông ta có giành được bảo vật kia thì cuối cùng cũng sẽ bị người khác chiếm lợi thôi. Nhưng, nói đến đây, gã không tiếp lời nữa. Một lát sau, kiếm thập phong đột nhiên nói, Nam Sơn trưởng lão, hôm nay các ngươi lùi xuống trước đi. Việt Kim Chiêu và ông lão hơi thi lễ rồi xoay người ra ngoài.
Sau khi Việt Kim Chiêu và ông lão rời đi, một cô gái đột nhiên xuất hiện trong cung điện. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, thân mặc váy trắng, trên làn váy có thêu một con sói đen đang nằm phủ phục, nó dương mắt nhìn về phía trước, vô cùng hung lệ, như muốn nuốt sống người ta. Đẹp. Vẻ đẹp của cô gái không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung, cho dù là khuôn mặt hay vóc người đều hoàn mỹ không hề tì vết. Kiếm Thập Phong nhìn cô gái khẽ mỉm cười, sau đó búng tay một cái, một bình bạch ngọc xuất hiện trước mắt Kiếm Thập Phong. Kiếm Thập Phong nhìn thoáng qua bình bạch ngọc, trong mắt gã ánh lên tia dã tâm, nhưng chẳng mấy chốc sau, gã lại biến sắc, sau đó nhìn về phía cô gái kia, kỳ cô nương, tại sao đan đăng phong chỉ có nửa viên? Cô gái cười nói, sau khi xong chuyện, nửa viên kia sẽ vào trong tay ông. Kiếm Thập Phong nhìn cô gái, kỳ cô nương, cô gái sau lưng Diệp Huyên kia rốt cuộc là người phương nào? Cô gái lắc đầu cười, chuyện này không liên quan đến ông. Kiếm Thập Phong trầm mặc một lát, gã bỗng cầm bình bạch ngọc trả lại cho cô gái kia, kỳ cô nương, Tiên Kiếm Tông rút lui. Cô gái nhìn Kiếm Thập Phong, không nói gì. Kiếm Thập Phong cười bảo, ta muốn đột phá. Nhưng nếu phải đánh đổi toàn bộ Tiên Kiếm Tông thì ta không còn muốn nữa. Cô gái cười khẽ, đan đăng phong này không có quá 10 viên ở đại thế giới huyền hoàng, nếu không có nó, Kiếm Tông chủ cho dù kỳ tài ngút trời, cũng khó lòng đột phá được đến đăng phong cảnh. Kiếm Thập Phong trầm mặc. Cô gái lại nói, Kiếm Tông chủ hẳn phải biết rõ sự khác nhau của chí cảnh và đăng phong. Đăng phong. Kiếm Thập Phong lắc đầu, cái giá phải trả quá lớn. Người sau lưng Diệp Huyên kia, Tiên Kiếm Tông ta không thể đối kháng lại được. Cô gái cười, cái giá quá lớn. Kiếm Tông chủ có từng nghĩ rằng, nếu ông đạt đến đăng phong cảnh, ngày sau muốn sáng lập bao nhiêu cái Tiên Kiếm Tông mà không được. Hơn nữa, người sau lưng Diệp Huyên tự chúng ta sẽ đi đối phó, ông sợ cái gì? Kiếm Thập Phong im lặng một lát, gã nhìn về phía cô gái, kết cuộc của Bắc Cảnh Vương. Cô gái lắc đầu, không phải là chúng ta mặc kệ ông ta. Mà là do ông ta tự ý đi tìm cô gái váy trắng kia, cuối cùng dẫn đến họa diệt vong, nếu không, cho dù là 10 Diệp Huyên cũng không làm gì được ông ta. Nói đến đây, ta nhìn Kiếm Thập Phong, Kiếm Tông chủ, có lẽ cả đời này của ông chỉ có một cơ hội đạt đến đăng phong mà thôi. Tất nhiên, nếu ông thật lòng không muốn, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Kiếm Thập Phong nhìn về phía cô gái, kỳ cô nương, tại sao các ngươi không tự mình đến bắt hắn? Kỳ cô nương cười nói, mục tiêu của chúng ta là người sau lưng hắn. Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, lấy thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết Diệp Huyên. Nói đến đây, gã như nghĩ đến điều gì, quay sang nhìn cô gái, các ngươi đang kiêng kỵ nàng ta. Kỳ cô nương chỉ cười không nói. Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, kỳ cô nương, cô gái kia rốt cuộc đã mạnh đến mức độ nào? Thật sự đã đạt đến vị chi cảnh. Kỳ cô nương lắc đầu, hiện tại thì chỉ ít phải trên đăng phong. Kiếm Thập Phong trầm mặc một lát sau rồi hỏi, tại sao không phải là vị chi? Kỳ cô nương cười nói, nếu là vị chi cảnh, đối phương hoàn toàn có thể dùng một chiêu kiếm phá nát toàn bộ đại thế giới huyền hoàng, mà nàng ta không làm thế, vì sao? Tất nhiên là vì kiêng kỵ một số tồn tại ở đại thế giới huyền hoàng này, nếu cường giả vị chi cảnh xuất hiện ở tứ duy, chúng ta không thể không biết. Mà mấy lão già kia tất nhiên cũng sẽ nghe tin. Nếu nàng ta không phải vị chi cảnh, chúng ta cần gì phải quá sợ hãi. Kiếm Thập Phong nhìn về phía cô gái, kỳ cô nương, ta vẫn rất nghi ngờ, bảo vật này rốt cuộc dùng để làm gì. Kỳ cô nương cười nói, có thể nhờ nó tiến vào ngũ duy. Tiến vào ngũ duy. Kiếm Thập Phong nhẹ giọng nói, quả nhiên. Kỳ thực gã đã đoán được một ít, nếu không hấp dẫn đến mức ấy. Đám người này chắc chắn sẽ không rảnh mà đi trêu vào cường giả cỡ cô gái váy trắng nọ. Tiến vào ngũ duy, sự mê hoặc này quá lớn. Nhất là một vài người đã đến bình cảnh, họ có lẽ đã chạm đến điểm cuối của tứ duy rồi, chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ tiến vào ngũ duy. Nói đơn giản hơn, ngũ duy chính là ước muốn của bọn họ. Kỳ cô nương đột nhiên nói, Kiếm Tông chủ đã suy nghĩ kỹ hơn chưa? Kiếm Thập Phong nhìn về phía kỳ cô nương. Ta cần một viên đan đăng phong hoàn chỉnh. Kỳ cô nương nhìn Kiếm Thập Phong, được thôi. Vừa dứt lời, ta búng tay một cái, một bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt Kiếm Thập Phong. Kiếm Thập Phong nhận lấy bình bạch ngọc,
sau đó nhìn về phía bên phải, truyền lệnh xuống, tuyên chiến với Bắc Cảnh. Kỳ cô nương khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Tiên kiếm tông tuyên chiến với Bắc Cảnh. Tin tức này vừa lan ra, toàn bộ đại thế giới huyền hoàng sôi trào. Diệp Huyên vừa làm chủ Bắc Cảnh, có thể nói chỉ là một thế lực mới quật khởi, mà tiên kiếm tông kia lại là thế lực bản thổ lâu năm ở đại thế giới huyền hoàng. Hiện tại, hai thế lực này ngang nhiên tuyên chiến với nhau, điều này có nghĩa là đại thế giới huyền hoàng sắp không yên rồi. Một ít thế lực khác của đại thế giới huyền hoàng cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì rốt cuộc cũng có người dẫn đầu đi trị Diệp Huyên kia rồi. Sau khi Bắc Cảnh Vương bị giết, những thế lực nhăm nhe đến địa bàn của Bắc Cảnh tất nhiên không hề ít, thế nhưng vì Diệp Huyên đang làm chủ Bắc Cảnh, khiến bọn họ phải đành lòng từ bỏ miếng thịt mỡ này. Nhưng những thế lực bản thổ ở đại thế giới huyền hoàng này không tán thành với người ngoại lai như Diệp Huyên, cũng sẽ không bao giờ tán thành. Có điều bọn họ lại không dám trêu vào hắn, dù sao Diệp Huyên đã diệt gọn Bắc Cảnh, hơn nữa còn chiêu thu cả quân đội của Bắc Cảnh. Mà bây giờ, Tiên Kiếm Tông đã bắt đầu ra tay với Diệp Huyên. Diệp Huyên và thế lực sau lưng hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, bọn họ sắp được biết rõ rồi. Bắc Cảnh, Thiên Giang Thành. Ngày hôm đó, một ông lão đeo kiếm sau lưng bỗng xuất hiện ở ngoài Thiên Giang Thành. Ông lão nhìn cổng thành Thiên Giang Thành, một khắc sau, lão bỗng rút đại kiếm sau lưng ra bổ về phía trước. Một luồng kiếm khí như nước lũ vỡ đệ ồ ạt tuôn ra, trong nháy mắt ấy, cổng thành lập tức sụp đổ, mà luồng kiếm khí kia vẫn không dừng lại, nó thân mang một cỗ sức mạnh cường đại lao vào phía trong thành, thẳng đến vị trí của Diệp Huyên. Trong điện, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất bỗng mở choàng hai mắt, một khắc sau, hắn lập tức biến mất. Ngoài điện, Diệp Huyên nhìn luồng kiếm khí đang lao đến trước mặt mình, hắn không tỏ vẻ gì. Ngay lúc luồng kiếm khí kia chỉ còn cách hắn khoảng chừng một trượng, hắn bỗng rút kiếm ra chém. Xoẹt! Luồng kiếm khí kia lập tức bị chiêu kiếm này chém nát. Mà lúc này, một thanh đại kiếm bỗng lao đến chém xuống đỉnh đầu hắn. Thanh kiếm kia vừa đến, không gian bốn phía quanh Diệp Huyên lập tức bị chấn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyên híp hai mắt lại, không gian xung quanh hắn lập tức khôi phục lại bình thường, một khắc sau. Vô số đại địa chi lực đột nhiên hội tụ lại trong thân thể hắn. Thoáng chốc, Diệp Huyên rút kiếm xông lên quét ngang một đường. Cứng đối cứng. Bây giờ thân thể hắn đã là thần cảnh, thêm vào đại địa chi lực, nếu phải cứng đối cứng, hắn chẳng sợ một ai. Hai kiếm vừa chạm vào nhau. Một tiếng nổ như sầm rền vang lên, chấn động cả đất trời. Mà chủ nhân hai thanh kiếm lại điên cuồng thối lui về phía sau. Sau khi Diệp Huyên lùi lại hơn 10 trượng thì ngừng, mà gần như cùng lúc đó, ông lão kia cũng dừng lại. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lão bình tĩnh, tay siết chặt kiếm. Diệp Huyên không nói nhiều, vô số đại địa chi lực xung quanh vẫn không ngừng cuồn cuộn hội tụ lại về phía hắn. Lặng thinh trong nháy mắt. Xoẹt! Xoẹt! Cả hai gần như cùng lúc biến mất, trên không lóe lên hai tia kiếm quang. Sau khi Diệp Huyên lao đến trước mặt ông lão, hắn chém xuống một kiếm, mà thân thể ông lão lại đột nhiên trở nên hư huyễn. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên bỗng chốc khựng lại, một khắc sau, hắn nắm kiếm quét ngang ra sau, mà lúc này, một thanh kiếm khác cũng vừa khéo lao đến. Hai thanh kiếm vừa chạm vào nhau, một tia kiếm quang bộc phát ra, mà lúc này, ông lão kia lại lần nữa biến mất, Diệp Huyên lập tức lùi ra sau một bước. Gần như cùng lúc đó, một thanh kiếm sượt ngang qua giữa hàng mày hắn. Diệp Huyên xoay cổ tay một cái, kiếm trong tay của hắn lấy một góc độ rất quỷ dị lướt ngang qua bụng, lao ra đâm thẳng vào ông lão kia. Mà lúc này, ông lão nọ đã lui ra ngoài hơn 10 trượng. Ông lão còn chưa kịp rơi xuống đất, một tia kiếm quang bỗng xuất hiện cách giữa hàng mày Diệp Huyên chừng nửa tấc, nhưng tia kiếm quang kia không tài nào tiến lên thêm được nữa, bởi vì kiếm của Diệp Huyên đã chặn ngang nó lại. Phía xa xa, ông lão lại đột nhiên trở tay cầm kiếm, lão giẫm chân phải một cái, cả người lập tức vọt lên trên đỉnh đầu Diệp Huyên, một khắc sau, hai tay cầm kiếm của lão dồn lực chém thẳng xuống dưới. Chiêu kiếm này có thể san bằng cả núi non. Lúc này đây, Diệp Huyên không lấy cứng đối cứng đỡ lấy chiêu kiếm này, trong tích tắc ông lão biến mất đó, hắn đã lui về sau mấy trượng. Chiêu kiếm của ông lão thất bại. Nhưng kiếm thế ẩn chứa trong đó vẫn khiến Diệp Huyên bị chấn lui mấy chục trượng.
Diệp Huyên vừa mới dừng lại, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Bù! Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp đất trời, một khắc sau, từng thanh phi kiếm bỗng lao đến chém vào ông lão kia như vũ bão. Ông lão cầm kiếm chặn ngang liên tục. Ầm 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 ầm. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, mà bản thân ông lão kia cũng liên tục thối lui lại, chỉ chốc lát đã lui ra ngoài hơn trăm trượng. Đúng lúc này, ông lão đột nhiên giẫm chân phải xuống, một khắc sau, lão cầm kiếm quét ngang, tàn nguyệt. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang như trăng tàn bỗng bắn ra từ trên lưỡi kiếm của lão. Ầm. Những phi kiếm kia của Diệp Huyên lập tức bị chém nát. Diệp Huyên đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay chĩa lệch xuống mặt đất. Kiếm này không phải kiếm Thiên Chu, chỉ là một thanh kiếm đạo cảnh bình thường. Cường giả thần quốc đã tụ lại xung quanh, nhưng không ai ra tay, bởi vì Diệp Huyên đã bảo họ đứng yên. Đây là trận chiến của Diệp Huyên và ông lão kia. Ông lão nhìn Diệp Huyên, thanh đại kiếm trong tay lão bắt đầu rung lên kịch liệt. Diệp Huyên không tỏ vẻ gì. Lúc này, ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, đánh giá thấp ngươi rồi. Vừa dứt lời, lão bỗng nhắm mắt lại, một khắc sau lại bỗng trừng to mắt, khoảnh khắc ấy, một luồng kiếm thế ngập trời bộc phát từ trong cơ thể lão, cùng lúc ấy, lão cầm kiếm thả người nhảy lên, khai thiên liệt địa. Trên lưỡi thanh đại kiếm có một tia kiếm quang chói mắt như mặt trời gay gắt. Phía dưới, Diệp Huyên mặt không biến sắc, hắn hơi điểm nhẹ chân phải xuống đất. Vô số đại địa chi lực đột nhiên tràn vào trong người hắn, một khắc sau, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời. Xoẹt! Xung quanh vang lên tiếng xé rách không gian. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Diệp Huyên tung một chiêu kiếm chém lên thanh đại kiếm của ông lão kia. Ầm! Không gian trong ngàn trượng xung quanh rung lên dữ dội, đất đai dưới chân Diệp Huyên lập tức nứt toác, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Xoẹt 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 xoẹt! Xung quanh, vô số tia kiếm quang như mưa rào trút xuống nhấn chìm Diệp Huyên lẫn ông lão nọ. Trong rừng kiếm quang này, từng tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên, rằng co khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, một bóng người bỗng bị đẩy lùi ra xa hơn trăm trượng. Chính là ông lão kia. Mà lúc này đây, trên người lão đã có vô số vết kiếm cắt. Diệp Huyên đứng đối diện ông lão cũng đã chẳng chịt vệt kiếm cứa trên thân, nhưng cơ thể hắn mạnh mẽ. Đó chỉ là một chút vết thương ngoài da mà thôi. Trình độ kiếm đạo cùng kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Huyên thật ra kém hơn ông lão, nhưng cơ thể của lão lại có sự chênh lệch không hề ít với hắn, vì thế hắn thẳng thừng vật lộn với ông lão, dùng cách hại địch cũng tự hại mình. Mà lần này hắn không hề sử dụng kiếm Thiên Chu cùng giáp vàng kia. Bởi vì hắn muốn chiến một trận thật đã, để biết được thực lực chân chính của mình sau khi đột phá. Với kết quả trước mắt, cũng tạm được. Bởi vì ông lão trước mắt này chắc chắn là cường giả thần cảnh đỉnh cao hoặc là trên cả thần cảnh. Đúng lúc này, ông lão ở phía xa kia bỗng biến mất. Vù! Một tiếng kiếm ngân phóng lên trời. Trong nháy mắt tiếng kiếm vang lên, ông lão đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão đâm thẳng kiếm vào giữa lông mày hắn, Diệp Huyên giơ ngang kiếm cản lại. Oanh! Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi hơn mười mấy trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, kiếm trong tay đã vỡ vụn, không chỉ thế, giữa hàng mày hắn đã có một giọt máu tươi chậm rãi rỉ ra. Diệp Huyên lau máu giữa lông mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ông lão cách đó không xa, lúc này đây, trong tay lão đã đổi từ đại kiếm thành một thanh trường kiếm. Kiếm cấp bậc thần cảnh. Hơn nữa còn không phải kiếm thần cảnh bình thường. Đổi kiếm rồi. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, ta muốn chiến một trận công bằng với ông. Ông lão không tỏ vẻ gì, ta tới giết ngươi là chính. Diệp Huyên gật đầu, một khắc sau, hắn bỗng biến mất. Phía xa xa, ông lão híp hai mắt lại, hai tay cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Xoẹt! Một tia kiếm quang bỗng lóe lên. Chẳng mấy chốc, xung quanh đột nhiên thinh lặng lại, mà lúc này, Diệp Huyên đã ở phía sau ông lão. Ông lão nhìn về phía trước, kiếm trong tay của lão đang bắt đầu rạn nứt. Mà nơi cuống họng lão có một đường máu tươi đang dần chảy ra. Ông lão nhìn phía xa, kiếm này của ngươi là gì? Diệp Huyên nhìn kiếm trong tay, Thiên Chu. Thiên Chu. Ông lão lẩm bẩm một tiếng, sau đó tắt thở. Phía sau ông lão, Diệp Huyên nhìn kiếm trong tay mình, không thể không nói, lần này hắn đã ỷ vào bản thân có một thanh kiếm tốt, nếu không hắn rất khó để giết được ông lão này.
mà nếu kiếm Thiên Chu này ở trong tay ông lão, người chết chắc hẳn là hắn. Thực lực của hắn càng mạnh, càng phát hiện chỗ biến thái của Thiên Chu. Rất sắc bén. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có ba thanh kiếm ở đỉnh tháp có thể chèn ép nó. Ngoại trừ ba thanh kiếm ở đỉnh tháp, kiếm này cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được đối thủ, cho dù là kiếm của Tiểu Thất, nếu so về độ sắc bén thì vẫn không bì được với Thiên Chu. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đi tới cạnh Diệp Huyên, nàng ấy nhìn thi thể của ông lão ở cách đó không xa, xử lý như thế nào? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, để ta xử lý. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, lập tức thu xác của ông lão lại. Diệp Huyên xoay người rời đi. Thượng Quan Tiên Nhi ở phía sau hỏi theo, ngài đi đâu vậy? Diệp Huyên đáp, Tiên Kiếm Tông. Nghe thế, Thượng Quan Tiên Nhi biến sắc, nàng ấy vội vàng đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn thẳng vào hắn rồi trầm giọng nói, ngàn vạn lần đừng kích động, bây giờ an nguy của ngài còn liên quan đến hàng ngàn vạn người khác. Hiện tại Diệp Huyên là chủ nhân của Bắc Cảnh, có thể nói, nếu Diệp Huyên gặp sự cố, tất cả người đến từ vũ trụ hỗn độn đều xong đời. Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, cười nói, ta biết cô đang lo cái gì, nhưng cô đã từng nghĩ rằng, cho dù ta không đi, bọn họ sẽ bỏ qua ư. Vô số thế lực ở đây sẽ bỏ qua ư. Không, chúng ta lùi một bước, những người này sẽ tiến lên một bước. Ta không thể lùi, càng không muốn lùi. Hiện tại mục tiêu của những người này vẫn chỉ là ta, nhưng chẳng bao lâu nữa, bọn họ có lẽ sẽ ra tay với người bên cạnh ta. Bây giờ, ta muốn nói cho cả thế gian này biết, ai dám động thủ với Diệp Huyên này, ta sẽ giết chết kẻ đó. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, nếu ta không diệt Tiên Kiếm Tông, thì sẽ có Tiên Kiếm Tông thứ hai, thứ ba. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, chẳng lẽ ngài cứ tiếp tục đánh như vậy mãi? Diệp Huyên gật đầu, ta không muốn đánh, nhưng ta không thể không đánh. So với việc chờ bọn họ lũ lượt kéo đến đánh ta, chẳng bằng ta dứt khoát đi tìm họ đánh. Nói xong, khóe miệng hắn hơi cong lên, ông đây muốn dùng giết chóc ngăn lại giết chóc. Vừa dứt lời, hắn lập tức hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở phía cuối chân trời xa xa. Thượng Quan Tiên Nhi đứng tại chỗ im lặng không nói gì. Lúc này, Khương Cửu đi đến cạnh Thượng Quan Tiên Nhi, nàng ấy cũng nhìn về phía chân trời xa xôi, nhẹ giọng nói, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Tháng ngày yên tĩnh cuối cùng đã trôi qua. Vũ trụ hỗn độn đi đến đại thế giới huyền hoàng, đồng thời chiếm cứ Bắc Cảnh, thế lực ở đây chắc chắn sẽ không để vũ trụ hỗn độn tiếp tục lớn mạnh, nhất là Diệp Huyên còn có một bảo vật ngũ duy ở trên người. Lúc trước không ai ra tay là vì bọn họ vẫn đang chờ, chờ một người nổ phát súng đầu tiên. Mà bây giờ, Tiên Kiếm Tông đã đứng lên rồi. Nếu Diệp Huyên không áp chế được Tiên Kiếm Tông, thì như hắn nói, sẽ có vô số Tiên Kiếm Tông khác kéo đến. Đúng lúc này, sắc mặt của Khương Cửu bỗng biến đổi, nàng ấy cùng Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái đang bước chậm đến. Cô gái này chính là Kỳ Cô Nương. Nhìn thấy Kỳ Cô Nương này, Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi hơi ngẩn người, bởi vì cô gái này thật sự rất đẹp. Chẳng mấy chốc, trong mắt của hai cô nàng đều ánh lên tia đề phòng, mà ám vệ đã đứng chắn trước hai cô gái. Kỳ Cô Nương khẽ mỉm cười, nụ cười này khiến cho thiên địa thất sắc. Khương Cửu nhìn Kỳ Cô Nương, ngươi là ai? Kỳ Cô Nương cười nói, theo ta được biết, Diệp Huyên này hình như vô cùng yêu thương muội muội của mình, lần này đến là muốn mời muội muội hắn đến nhà ta làm khách. Diệp Liên. Khương Cửu nhìn thẳng vào ả ta, nhắc nhở xã giao một lần nhé, các người nhắm vào hắn sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động vào muội muội hắn. Khóe miệng Kỳ Cô Nương cong lên, vì sao? Khương Cửu siết chặt nắm tay phải lại, bây giờ hắn vẫn là một người bình thường, nhưng nếu động vào muội muội hắn, hắn sẽ không còn là người nữa, hắn sẽ giết toàn bộ đại thế giới huyền hoàng này đấy. Diệp Liên. Khương Cửu tiếp xúc với Diệp Huyên sớm nhất, có thể nói nàng ấy hiểu tính cách và sự nóng nảy của Diệp Huyên nhiều nhất. Diệp Liên chính là vảy ngược của Diệp Huyên. Muội muội được hắn một tay nuôi nấng từ nhỏ là vảy ngược lớn nhất của hắn. Ai động vào, kẻ đó chết. Bình thường Diệp Huyên cũng suy nghĩ như người thường thôi, nhưng nếu Diệp Liên có chuyện, hắn sẽ trở nên bất thường ngay. Hắn sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ điên. Diệp Huyên ở trong trạng thái đó, đến cả nàng ấy cũng thấy sợ.
bởi vì hắn sẽ đánh mất lý trí của mình. Kỳ cô nương đứng đối diện Khương Cửu khẽ mỉm cười, chính vì hắn quan tâm đến muội muội mình như vậy, ta mới đến đây. Khương Cửu nhìn Kỳ cô nương, lập tức đưa ra quyết định, dẫn Diệp Liên đi. Thượng quan Tiên Nhi xoay người rời đi. Mà trước mặt các nàng đã có một cường giả ám vệ vọt thẳng đến chỗ Kỳ cô nương, nhưng trong nháy mắt hắn vừa lao ra, một luồng sức mạnh cường đại đã bao trùm đến. Một khắc sau, ám vệ kia đã biến mất bóng, như thể chưa từng xuất hiện trên đời này vậy. Thấy cảnh này, sắc mặt Khương Cửu lập tức thay đổi, các cường giả ám vệ còn lại đang định ra tay thì Khương Cửu bỗng tức giận lên tiếng, tất cả dừng tay. Những cường giả ám vệ kia đều dừng lại, Kỳ cô nương nhìn Khương Cửu, cười bảo, ngươi thông minh lắm. Không để chúng hy sinh vô nghĩa. Vừa dứt lời, ả ta đã biến mất, lúc xuất hiện lại lần nữa thì đã ở trước đại điện. Kỳ cô nương đẩy cửa đại điện ra, bên trong có một cô bé đang ngồi, người này chính là Diệp Liên. Diệp Liên nhìn Kỳ cô nương, vẻ mặt bình tĩnh, người muốn bắt ta, sau đó uy hiếp ca ca. Kỳ cô nương cười đáp, người đoán đúng được phân nữa. Diệp Liên đột nhiên biến mất. Trong mắt Kỳ cô nương lóe lên tia kinh ngạc, ả ta vội phất tay áo lên. Một luồng sức mạnh cường đại chấn đến trước mặt ả ta, cỗ sức mạnh to lớn ấy lập tức đẩy lui ả ta ra ngoài đại điện. Ở bên ngoài, Kỳ cô nương liếc nhìn bàn tay mình, lòng bàn tay ả đã bị kết thành một lớp băng. Kỳ cô nương nhìn Diệp Liên ở trước mặt, khẽ nói, hàn khí mạnh thật, ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi. Diệp Liên nhìn Kỳ cô nương, cô bé bỗng xòe tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng hất lên, trong nháy mắt một cánh cửa đã xuất hiện ở sau lưng cô bé. Tiên môn, bảo vật của tiên đạo tông. Chớp mắt khi đạo môn xuất hiện, Kỳ cô nương khẽ nhíu mày lại, mà lúc này, Diệp Liên đột nhiên kết ấn bằng hai tay tiên môn linh ấn. Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau cô bé bỗng rung lên dữ dội, một khắc sau, một bàn tay khổng lồ xông ra từ trong tiên môn nọ. Kỳ cô nương ở phía xa hơi cong môi lên, cũng thú vị đấy. Dứt lời, ả ta nhẹ nhàng ép tay phải về phía trước. Bàn tay khổng lồ trong tiên môn kia lập tức bị ép dừng lại tại chỗ. Kỳ cô nương lại nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước một chút nữa, phút chốc sau, bàn tay khổng lồ kia đã bị ép thành hư vô. Mà lúc này, thân thể Diệp Liên bỗng bay lên lơ lửng, trên không, cô bé chập hai tay lại, vạn liên tụ. Vừa dứt lời, tiên môn kia bỗng hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể cô bé. Một luồng uy thế ngập trời bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Liên, luồng áp lực mạnh mẽ này bức Kỳ cô nương phải lui ra xa mười mấy trượng. Kỳ cô nương nhìn Diệp Liên, nhẹ giọng nói, chí cảnh. Bấy giờ cảnh giới của Diệp Liên đạt đến chí cảnh. Diệp Liên nhìn Kỳ cô nương, cô bé đưa tay tung ra một trường. Một trường vừa tung ra cứ như núi lửa bạo phát, một luồng sức mạnh cực lớn bao trùm về phía Kỳ cô nương. Kỳ cô nương nhẹ giọng nói, kết thúc rồi. Vừa nói xong, ả ta siết chặt tay phải lại, chỉ phút chốc sau, một dãy phù văn quỷ dị xuất hiện ở trên nắm đấm của ả, sau một khắc, ả ta tung ra một đấm. Luồng sức mạnh Diệp Liên tung ra kia lập tức bị nổ nát, còn cô bé cũng bị đẩy lùi ra xa hơn trăm trượng. Diệp Liên liếc nhìn phù văn trên nắm tay của Kỳ cô nương cười nói, đây là đạo tắc tứ duy. Diệp Liên lạnh nhạt nói, ca ca của ta cũng có, hơn nữa còn là của ngũ duy. Kỳ cô nương khẽ mỉm cười, đã biết, cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Liên đột nhiên nhìn về phía sau Kỳ cô nương rồi vui vẻ reo lên, ca. Kỳ cô nương xoay người lại, phía sau trống trơn, khoảnh khắc ấy ả ta vội quay ngược lại, nhưng lúc này Diệp Liên đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Chạy trốn. Kỳ cô nương hơi run run, còn biết trốn. Nói xong, ả ta lắc đầu nở nụ cười. Ở phía chân trời xa xa, Diệp Liên đột nhiên dừng lại, bởi vì trước mặt cô bé có một ông lão. Diệp Liên im lặng. Lúc này Kỳ cô nương lại xuất hiện trước mặt cô bé lần nữa. Kỳ cô nương cười nói, ta rất muốn biết có phải ca ca ngươi sẽ làm bất cứ thứ gì vì ngươi hay không. Diệp Liên đột nhiên nhìn xuống phía dưới, An tỷ. An tỷ. Vừa nói xong, một thanh trường thương đột nhiên phóng từ dưới lên trên trời. Giữa không trung, Kỳ cô nương khẽ nhíu mày lại, ả ta búng tay một cái, ngón tay vừa búng ra chạm thẳng vào đầu mũi thương.
Kỳ cô nương lập tức lùi lại mấy trượng, mà lúc này đã có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Một thân trắng như tuyết, chính là An Lan Tú. An Lan Tú xòe tay ra, một thanh trường thương xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn kỳ cô nương, không hề phí thêm một lời nào mà đã đâm thương ra. Một luồng sức mạnh cường đại lập tức nhấn chìm kỳ cô nương kia. Kỳ cô nương đứng đối diện An Lan Tú vội tung ra một quyền. An Lan Tú lập tức bị đẩy lùi theo thanh trường thương, nhưng chỉ một khắc sau, nàng lại xuất hiện trước mặt kỳ cô nương một cách rất quỷ dị. Rầm 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 rầm, trên không vang lên từng tiếng nổ kịch liệt. Mà Diệp Liên đứng cách đó không xa cũng không rảnh tay, cô bé định động thủ, nhưng ông lão nọ đã đến chắn trước mặt cô bé. Diệp Liên nhìn ông lão, không hề nhiều lời. Thân thể cô bé run lên, hóa thành một tia băng quang lao về phía lão ta. Cùng lúc đó, Chu Á Phu và Mục Nam Chi cũng đã xuất hiện tại trận, dưới sự liên thủ của Diệp Liên cùng hai người, ông lão kia đã bị áp chế. Mà trên không, vô số binh lính Bắc Cảnh đã bao vây lấy kỳ cô nương và ông lão nọ. Không trung bỗng nổ vang lên một tiếng, ngay sau đó, hai bóng người liên tục thối lui lại. Hai người này chính là An Lan Tú và kỳ cô nương. Kỳ cô nương liếc nhìn An Lan Tú, sau đó lại nhìn xung quanh rồi khẽ nói ta đã lầm. Trước khi tới đây, ta nghĩ rằng khắp Bắc Cảnh chỉ có một mình Diệp Huyên biết đánh nhau, thế nhưng sự thật đã nói cho ta biết rằng, Bắc Cảnh này ngoài Diệp Huyên ra, những người còn lại cũng không hề kém cạnh. Nhất là đám người An Lan Tú. Những người này cho dù là ở đại thế giới huyền hoàng cũng thuộc hàng vô cùng ưu tú. Kỳ cô nương bỗng nhìn về phía Diệp Liên, mà lúc này, An Lan Tú đã đi đến chắn trước mặt cô bé. Kỳ cô nương khẽ mỉm cười, ta xòe lòng bàn tay ra, trong tay hiện lên một ấn phù màu đen, sau đó nó bỗng hóa thành một tia hắc quang rồi biến mất. Thấy cảnh này, An Lan Tú lập tức biến sắc, nàng bỗng xoay người lại, nhưng lúc này đây, Diệp Liên đã không còn thấy đâu. An Lan Tú xoay người nhìn về phía kỳ cô nương, mà bấy giờ, kỳ cô nương và ông lão kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Biến mất. Trên không, sắc mặt đám người Thượng Quan Tiên Nhi cực kỳ khó coi. Khương Cửu ở cạnh Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, sắp xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện. Mọi người đều im lặng. Ai ai cũng biết Diệp Liên có ý nghĩa như thế nào với Diệp Huyên. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía cuối chân trời. Nhẹ giọng nói, ta đã thông báo cho ngài ấy biết. Khương Cửu trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, điều tra rõ lai lịch của cô gái vừa nãy. Huyền Hoàng giới. Trong đại điện, Huyền Hoàng chủ ngồi lặng yên, trước mặt bà ta có đặt một quyển tấu chương. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, nhà họ Hiên Viên ra tay rồi. Một ông lão đứng cạnh Huyền Hoàng chủ trầm giọng nói, Hiên Viên kỳ. Huyền Hoàng chủ gật đầu, sau lưng hẳn còn có Vu tộc. Nói xong, bà ta cười khẽ, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ bảo vật này đâu. Ông lão hơi khom người, bệ hạ, bảo vật này thật sự có thể giúp đi vào ngũ duy. Huyền Hoàng chủ gật đầu, hẳn là không sai, bởi vì đây là tin tức nơi đó truyền đến. Nơi đó. Nghe thế, sắc mặt ông lão nghiêm lại. Lúc này, Huyền Hoàng chủ lắc đầu cười khẽ, nhưng bọn chúng không nghĩ rằng. Tại sao bảo vật cỡ này lại rơi vào tay Diệp Huyên? Không hẳn, bọn chúng có lẽ đã từng nghĩ qua, chỉ có điều sức hấp dẫn của bảo vật này quá lớn. Ông lão gật đầu, tiến vào ngũ duy, nghịch thiên cải mệnh, bọn họ chắc chắn không thể chống lại sự mê hoặc này, mà Diệp Huyên kia cũng không phải hạng tầm thường. Lần này, hai nhà bọn họ bắt muội muội của Diệp Huyên đi, với tính tình của hắn, e là chuyện không êm đềm được rồi. Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, bảo vật như thế, ai mà không động tâm. Nói xong, bà ta khép tấu chương trước mặt lại, luôn theo sát bọn họ. Ông lão gật đầu rồi yên lặng lui ra. Trong điện, Huyền Hoàng chủ yên lặng nhìn tấu chương trước mặt, qua một lúc, bà ta đột nhiên nói, cho người của chúng ta giết Diệp Liên kia, không được để lộ. Nói xong, bà ta đứng dậy đi đến cửa điện rồi nhẹ giọng nói tiếp, Diệp Liên mà chết. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để liều mạng với bọn chúng, ta rất chờ mong cảnh ấy, ha ha. Tại nơi nào đó trong tầng mây, Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Liên ở trước mặt rồi cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Liên trầm mặc. Hiên Viên Kỳ xoay người nhìn về phía xa xa,
khẽ bảo, kiếm đế Thính Vân là cường giả vị chi cảnh, nếu nàng ta xuất hiện, hẳn là có thể kiềm chế được cô gái váy trắng kia. Tiên kiếm tông. Diệp Huyên vừa mới vào tiên kiếm giới đã cảm nhận được rất nhiều kiếm ý cường đại. Toàn bộ tiên kiếm giới đều tràn ngập kiếm ý, hơn nữa kiếm ý nào cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà trên không thỉnh thoảng còn có phi kiếm bay ngang qua. Một nơi tốt. Diệp Huyên đang định đi lên tiếp thì đúng lúc này, một kiếm tu trung niên bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm tu trung niên nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, nghe nói tiên kiếm tông có vô số cường giả, tại hạ bất tài, tới đây một chuyến để khiêu chiến. Kiếm tu trung niên trầm giọng nói, Diệp Huyên, tông chủ của ta muốn nói chuyện với ngươi. Nói chuyện. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn đang định nói chuyện thì đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung lên. Diệp Huyên nhíu mày lại, một lát sau, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, cùng lúc đó, một luồng kiếm khí đỏ như máu phóng ra từ trong người hắn, đâm thẳng lên trời cao. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chân trời lập tức biến thành màu máu. Huyết thống kích hoạt. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Huyên lập tức biến sắc, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Xoẹt. Người đàn ông trung niên lập tức bị chém bay đầu, máu tươi luôn như suối. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tiên kiếm tông, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn đến mức vặn vẹo, tiên kiếm tông. Các người dám động vào muội muội của ta. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang đỏ như máu đột nhiên chém thẳng vào trong tiên kiếm giới, nơi tia kiếm quang màu máu kia đi qua, không gian lập tức nứt toác. Toàn bộ tiên kiếm giới khiếp sợ. Chẳng mấy chốc, tia kiếm quang đỏ như máu đã bay thẳng đến tiên kiếm tông, mà lúc này, bỗng có một thanh trường kiếm lao lên từ trên tiên kiếm tông. Ầm. Thanh kiếm máu bị ép dừng lại, nhưng chẳng mấy chốc trường kiếm kia đã nổ tung. Bên trên tiên kiếm tông, huyết quang tản đi, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt chúng đệ tử tiên kiếm tông. Diệp Huyên lúc này đây toàn thân đỏ như máu, trên người tỏa ra một luồng lệ khí. Khí hung lệ. Kiếm thập phong nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Xoẹt. Trên không, một tiếng vang xé rách không gian đột ngột vang lên. Kiếm thập phong khẽ nhíu mày, gã cũng búng ngón tay về phía trước, trên đầu ngón tay có một tia kiếm quang hiện lên. Ầm. Diệp Huyên bị ép dừng lại, thế nhưng kiếm thập phong cũng bị đẩy lùi lại mấy trượng. Kiếm thập phong nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, kiếm tốt. Ngươi. Mà lúc này Diệp Huyên lại biến mất lần nữa. Vèo. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp chân trời. Kiếm thập phong híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên tia kiếm quang, một khắc sau, gã đột nhiên lao nhanh về trước, một vạt kiếm quang chớp mắt nhấn chìm Diệp Huyên. Chém. Ngay lúc ấy, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng khắp bầu trời tiên kiếm tông, một khắc sau, một luồng kiếm quang đỏ lòm màu máu bộc phát ra từ bầu trời tiên kiếm tông. Ầm ầm. Toàn bộ không gian phía trên tiên kiếm tông lập tức rạn nứt, cùng lúc đó, kiếm thập phong lại lần nữa bị đẩy lui ra xa mười mấy trượng, mà thanh kiếm trong tay gã cũng đã rạn nứt. Kiếm thập phong liếc nhìn kiếm trong tay mình, sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên, gã đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đã cầm kiếm thiên chu trong tay chĩa thẳng vào người gã, gằn giọng nói tiên kiếm tông, muội muội ta ở đâu? Muội. Kiếm thập phong khẽ nhíu mày, Diệp Huyên, người nói gì vậy? Diệp Huyên gào lên, muội muội ta ở đâu? Vừa dứt lời, kiếm quang đỏ lòm ở nơi chân trời lại chấn động, trong nhát mắt, không gian trên bầu trời tiên kiếm tông lại bị phá nát. Kiếm thập phong nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi nổi điên gì thế, ngươi? Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Chém. Một luồng kiếm quang đỏ như máu lập tức xuất hiện trước mặt kiếm thập phong. Kiếm thập phong lạnh mặt đi, cổ tay rung lên, một luồng kiếm quang khác bắn ra. Ầm. Chiêu kiếm này chém thẳng vào kiếm quang của Diệp Huyên, thế nhưng kiếm trong tay kiếm thập phong lại vỡ vụn, cùng lúc đó, cả ngưỡi gã cũng bị chấn lùi ra xa mười mấy trượng. Kiếm thập phong nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này đây trong lòng gã thấy rất khiếp sợ, thực lực của Diệp Huyên này mạnh quá sức tưởng tượng của gã. Sau khi Diệp Huyên tung một chiêu kiếm chém lùi kiếm thập phong, hắn lại lần nữa biến mất tăm, một khắc sau. Ánh kiếm đỏ lòm như máu đã bao trùm lấy toàn bộ bầu trời tiên kiếm tông. Kiếm thập phong không dám khinh thường, lập tức giẫm chân phải xuống, hóa thành một luồng kiếm quang bắn mạnh lên trời.
Xoẹt 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 xoẹt. Trong nháy mắt, vô số âm thanh xé rách không gian vang vọng trên không trung. Mà ở nơi chân trời, kiếm thập phong thối lùi ra sau liên tục. Thấy cảnh này, tất cả cường giả Tiên Kiếm Tông đều chấn kinh. Bọn họ không ngờ rằng tông chủ của mình lại bị Diệp Huyên áp chế. Phải biết rằng kiếm thập phong là cường giả siêu cấp nổi danh ở đại thế giới huyền hoàng này đấy. Hơn nữa còn đứng thứ 6 trên bảng chí tôn. Nhưng bây giờ gã lại bị một thanh niên chừng 20 tuổi áp chế. Lúc này, trên bầu trời Tiên Kiếm Tông, kiếm thập phong đã bị một chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi mấy trăm trượng. Kiếm thập phong nhìn Diệp Huyên ở phía xa xa, vẻ mặt ngưng trọng lại. Sức chiến đấu của Diệp Huyên có hơi bất bình thường. Phải nói là Diệp Huyên lúc này đây đã mạnh hơn rất rất nhiều lần. Huyết mạch chi lực, đại địa chi lực, không gian chi lực, còn có bộ giáp vàng hắn đang mặc trên người. Tất nhiên, quan trọng nhất phải là thanh kiếm Diệp Huyên đang cầm trong tay kia. Lực sát thương của thanh kiếm đó thật sự quá lớn. Diệp Huyên có thể áp chế gã là vì hắn có thanh kiếm kia. Ở phía xa xa, Diệp Huyên đang định lần nữa động thủ. Kiếm thập phong trầm giọng hô lên, Diệp Huyên, chúng ta không động vào muội muội của ngươi. Diệp Huyên dừng lại, kiếm thiên chu trong tay hắn đang rung lên dữ dội. Kiếm thập phong nhìn Diệp Huyên, chúng ta thật sự không động vào muội muội của ngươi. Diệp Huyên mở hai mắt ra, đôi người hắn bây giờ đã đặc quánh màu máu. Thấy cảnh này, kiếm thập phong khẽ nhíu mày lại, huyết mạch của Diệp Huyên này quá không bình thường. Diệp Huyên nhìn kiếm thập phong, gằn giọng nói, cho dù không phải Tiên Kiếm Tông ngươi, thì chắc chắn cũng liên quan đến Tiên Kiếm Tông. Kiếm thập phong nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên gằn giọng lên, các ngươi đáng chết. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang đỏ như máu trở lóe lên, nơi kiếm quang kia đi qua, không gian bị nứt ra từng lớp. Ánh mắt của kiếm thập phong dần lạnh lại. Trong tay gã lại xuất hiện thêm một thanh kiếm, lúc tia kiếm quang của Diệp Huyên kia phóng tới trước mặt gã, gã bỗng đâm một kiếm ra, nhất kiếm kinh lôi. Kiếm phóng ra, sấm chớp lấp lóe. Tia kiếm quang đỏ như máu của Diệp Huyên lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, luồng kiếm khí kinh lôi kia chém thẳng vào người Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức lùi ra xa hơn trăm trượng. Nhưng luồng sấm chớp đó không tạo thành vết thương chí mạng gì cho hắn. Bởi vì phần lớn sức mạnh của nó đã bị giáp vàng của hắn hấp thu, không chỉ thế, thân thể hắn cũng là thần cảnh, bởi vậy hắn có thể ương ngạnh đỡ lấy một chiêu kiếm này của kiếm thập phong. Sắc mặt kiếm thập phong có chút khó coi, Diệp Huyên này quả là vừa biết công vừa biết thủ, mà gã không ngờ rằng là, một người tu kiếm như hắn lại có thể tu luyện thân thể được đến trình độ ấy. Kiếm thập phong không nghĩ nhiều nữa, gã vội xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay gã. Mà lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa lại biến mất, đôi ngươi của kiếm thập phong đột nhiên co lại, một khắc sau, bầu trời bỗng lặng thinh. Kiếm trong mơ. Kiếm thập phong đứng tại chỗ, mà Diệp Huyên đã biến mất bóng. Kiếm thập phong trợn tròn hai mắt, trong mắt vô hồn. Một nơi nào đó trong đám mây, Hiên Viên Kỳ nhìn kiếm thập phong ở phía dưới khẽ nhíu mày lại, đây là kiếm kỹ gì? Đúng lúc này. Trên người kiếm thập phong đột nhiên xuất hiện từng đường kiếm cắt, máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, con người của Hiên Viên Kỳ co lại, đây là. Mà phía dưới, vô số cường giả Tiên Kiếm Tông cũng trợn mắt ngoác mồm, đã xảy ra chuyện gì? Xung quanh chẳng ai nhìn thấy Diệp Huyên, chỉ thấy trên người kiếm thập phong không ngừng xuất hiện từng nhát kiếm chém. Làm càn! Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ phía sau núi Tiên Kiếm Tông, ngay sau đó. Một luồng kiếm quang đột nhiên chui vào trong thân thể của kiếm thập phong. Nháy mắt, một bóng người bỗng bị đánh bay ra khỏi cơ thể kiếm thập phong, mà khoảnh khắc bóng người đó lìa xác, hai cánh tay của kiếm thập phong đã bị chém lìa, không chỉ thể, thân thể của gã cũng đã bị cắt nát bươm. Bóng người dừng lại, chính là Diệp Huyên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, mà lúc này đây, trong mắt bọn họ đều là sự kiêng dè không thôi. Kiếm thập phong đứng đối diện Diệp Huyên nhìn thân thể của chính mình, sau đó gã lại nhìn sang Diệp Huyên ở cách đó không xa, đây. Đây là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên không để ý đến kiếm thập phong, mà cạnh gã đã xuất hiện thêm một người, là một ông lão mặc áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Thấy người này,
vô số đệ tử Tiên Kiếm Tông liền vội vàng hành lễ, bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão Lâm Sơn, cũng là sư thúc của Kiếm Thập Phong Tông chủ Tiên Kiếm Tông đương thời, đã bế quan hơn 10 năm. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn sang Kiếm Thập Phong, vì sao? Kiếm Thập Phong cười khổ, sư thúc. Ông lão gầm lên, vì sao? Kiếm Thập Phong trầm mặc. Ông lão nhắm hai mắt lại, mà lúc này, Kiếm Thập Phong đột nhiên nói, Đan Đăng Phong. Đan Đăng Phong. Ông lão khẽ nhíu mày, còn có Đan Đăng Phong. Kiếm Thập Phong gật đầu. Nghe thế, sắc mặt ông lão xa sầm đi, con giao dịch với kẻ nào? Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, nhà họ Hiên Viên. Ông lão cả giận nói, hồ đồ, hồ đồ. Kiếm Thập Phong nhìn về phía ông lão, con đã đến cực hạn rồi, nếu không tiến thêm bước nữa thì sẽ hóa thành cát bụi. Sư Điệt không có lựa chọn khác. Ông lão lắc đầu, đây là đang chuốc họa cho Tiên Kiếm Tông. Kiếm Thập Phong đang định nói thêm thì đúng lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đã đột nhiên biến mất. Thấy thế, ông lão biến sắc, lão vội xoay người, trong phút chốc, một luồng kiếm quang đã bắn ra một cách tàn nhẫn. Phía xa xa, Diệp Huyên lập tức bị chiêu kiếm này đẩy lùi hơn trăm trượng. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, thật sự nghĩ rằng Tiên Kiếm Tông không có ai. Diệp Huyên nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười cực kỳ dữ tợn, chẳng mấy chốc nữa sẽ không có ai thôi. Vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên biến mất. Ông lão xòe tay phải ra, một luồng kiếm quang bắn ra từ lòng bàn tay lão. Diệp Huyên cách đó không xa lại bị chém lùi, nhưng thanh kiếm của ông lão kia cũng theo đó vỡ nát. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên lại lần nữa biến mất, trong nháy mắt hắn biến mất đó, một tia kiếm quang chợt lóe lên ở giữa trận. Khoảnh khắc thấy được tia kiếm quang đó, tất cả mọi người đều tái mặt lại. Ông lão cũng ngây người ra. Kiếm Thập Phong thì còn sầm mặt hơn. Trên tầng mây, vẻ mặt của Hiên Viên Kỳ vô cùng nghiêm nghị, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ở phía dưới, Diệp Huyên đã xuất hiện phía sau ông lão, giữa lông mày lão có một vệt kiếm, máu tươi đang chảy ra từ đấy. Ông lão có chút dại ra, ngươi, đây là, kiếm kỹ, gì vậy? Diệp Huyên vô cảm đáp, nhất kiếm vô lượng. Vừa dứt lời, hắn đã xoay người tước kiếm ra. Xoẹt! Đầu ông lão lập tức bắn ra ngoài. Máu tươi tuôn như suối. Diệp Huyên xòe tay, kiếm thiên trụ bỗng bay ra, phút chốc ấy, phía dưới vang lên từng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Đệ tử Tiên Kiếm Tông lần lượt chết thảm. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Thập Phong ngẩn người, sau đó gã bỗng quay phát sang Diệp Huyên gào lên, Diệp Huyên! Tiên Kiếm Tông ta thật sự không động vào muội muội ngươi. Nhưng Diệp Huyên vẫn không dừng lại, nơi kiếm thiên chu đi qua, đầu người rơi xuống. Kiếm Thập Phong đang định nói chuyện thì lúc này, một giọng nói chợt vang lên trong đầu gã, gọi tổ sư đi. Giọng của Hiên Viên Kỳ. Kiếm Thập Phong ngẩng đầu nhìn lên, trợn trừng muốn rách cả mí mắt, là các ngươi. Lúc này sao gã còn không hiểu nữa, Tiên Kiếm Tông bị người khác lợi dụng. Hiên Viên Kỳ không tỏ vẻ gì, gọi tổ sư đi, để tổ sư Tiên Kiếm Tông các ông kiềm chế cô gái váy trắng, chúng ta sẽ tru diệt Diệp Huyên thay các ông. Kiếm Thập Phong gắt gao nhìn về phía chân trời, hai mắt đỏ như máu, ánh mắt sắc lẻm như muốn cắt nát người ta. Hiên Viên Kỳ lại lạnh nhạt nói, còn không gọi tổ sư, Tiên Kiếm Tông ông e là sẽ bị diệt mất. Kiếm Thập Phong thu tầm mắt lại, gào lên, gọi tổ sư. Gọi tổ sư. Gã vốn không muốn gọi tổ sư ra, bởi vì đây là lá bài tẩy lớn nhất của Tiên Kiếm Tông, cũng là lá bài tẩy duy nhất. Dùng một lần là mất. Có thể nói, sau khi gọi tổ sư rồi, Tiên Kiếm Tông sẽ không còn gì bảo hộ nữa. Nhưng lúc này đây, gã không thể không dùng đến nó. Theo giọng nói của Kiếm Thập Phong vang lên, một luồng kiếm quang chợt phóng lên từ nơi sâu xa trong Tiên Kiếm Tông, một khắc sau. Một cô gái mang váy vàng xuất hiện trên bầu trời Tiên Kiếm Tông. Khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, một luồng kiếm thế ngập trời lập tức lan tràn toàn bộ tiên kiếm giới. Lúc này đây, kiếm trong toàn bộ tiên kiếm giới đều rung lên dữ dội. Trên tầng mây, khóe miệng Hiên Viên Kỳ không kìm được nhếch lên, vị chi cảnh. Vừa dứt lời, sau lưng ả ta bỗng xuất hiện thêm chừng 20 người. Toàn bộ đều là cường giả chí cảnh. Sau này chỉ cần cô gái váy trắng kia xuất hiện, nàng ấy chắc chắn sẽ bị tổ sư Tiên Kiếm Tông kềm chân lại,
mà lúc ấy, người của ả ta sẽ lập tức chém giết Diệp Huyên. Mượn đao giết người. Trên bầu trời Tiên Kiếm Tông, cô gái váy vàng nhìn lướt quanh bốn phía, một khắc sau, nàng ấy bỗng nhìn xuống Diệp Huyên, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào người hắn, nàng ấy bỗng ngẩn người, huyết thống của ngươi. Sao lại giống của đại ca ca như vậy? Huyết thống. Diệp Huyên vốn đang định ra tay khi nghe lời cô gái kia nói thì bỗng ngẩn người, có người giống với huyết mạch của mình à? Mà lúc này, cô gái váy vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng ấy đã đặt nhẹ tay lên vai hắn. Một khắc sau, huyết dịch đang sôi trào trong người Diệp Huyên trở nên yên tĩnh lại. Diệp Huyên dần khôi phục lại bình thường. Cô gái váy vàng nhìn Diệp Huyên, rồi bỗng, nàng ấy khẽ nhíu mày lại, tay phải khẽ vỗ lên vai Diệp Huyên, đi ra. Vừa dứt lời, một trong ba thanh kiếm trên đỉnh tháp giới ngục bỗng bay ra. Khi thấy thanh kiếm này, cô gái váy vàng ngẩn người. Thanh kiếm kia rung lên, như đang chào hỏi cùng nàng ấy. Diệp Huyên cũng bối rối. Nữ nhân trước mắt nhận ra thanh kiếm này. Cô gái nắm chặt thanh kiếm kia, ánh mắt khá phức tạp, không ngờ lại gặp được ngươi theo cách này, chủ nhân của ngươi đâu rồi? Kiếm rung lên, đáp lời cô gái. Cô gái váy vàng khẽ mỉm cười, hiểu rồi. Nói đến đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, sau khi nhìn hắn một lúc lâu thì mới nhẹ giọng nói, Phong Ma. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, Phong Ma. Cô gái váy vàng nhìn Diệp Huyên, người không biết huyết thống của bản thân. Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái váy vàng nhìn Diệp Huyên, phụ thân người đâu? Phụ thân. Diệp Huyên lắc đầu, không biết nữa. Nhưng hình như tiền bối biết. Cô gái váy vàng khẽ nhíu mày lại, một lát sau, nàng ấy như nhớ đến điều gì nên bỗng mỉm cười, hắn không nói tất có lý do riêng của mình, ta sẽ không nói gì thêm. Nói đến đây, nàng ấy quan sát Diệp Huyên một chút, sau đó lại bảo, tu vi kiếm đạo của ngươi không yếu, nhưng vẫn có thể nâng cao thêm một bậc nữa. Vừa dứt lời, nàng ấy lại lần nữa vỗ lên vai Diệp Huyên, một khắc sau, một luồng kiếm ý mạnh mẽ chui thẳng vào trong cơ thể của Diệp Huyên. Thấy cảnh này, mọi người ở xung quanh đều hóa đá. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải gọi người đến đối phó với Diệp Huyên sao? Sao lại thành giúp hắn rồi? Thiên Viên Kỳ ở trên tầng mây sầm mặt đi, không biết đang nghĩ gì. Mà phía dưới, đầu óc Kiếm Thập Phong lại giống tuếch, tổ sư mình gọi đến lại đang giúp Diệp Huyên đột phá. Chẳng lẽ mình gọi nhầm tổ sư giả đến rồi? Lúc này Diệp Huyên cũng có chút mờ mịt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng một trận rồi. Nhưng hắn không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, tổ sư Tiên Kiếm Tông lại muốn giúp hắn đột phá. Lúc này, Kiếm Thập Phong ở cách đó không xa đi đến trước mặt cô gái váy vàng, gã cung kính thi lễ tổ sư. Cô gái váy vàng nhìn về phía Kiếm Thập Phong, chuyện gì? Kiếm Thập Phong nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng nói, tổ sư, người này phá hủy thân thể ta, giết vô số đệ tử Tiên Kiếm Tông, hắn tội đáng muôn chết. Nghe vậy, cô gái váy vàng cau mày lại, nàng ấy quay sang nhìn Diệp Huyên, người sẽ không giết người lung tung như thế. Nói lý do ta nghe xem. Kiếm Thập Phong. Diệp Huyên do dự một chốc, sau đó kể hết mọi việc ra, hắn đúng là không quá thêm mắm dặm muối, nhưng cũng bôi ra chút chuyện khác. Khoảnh khắc Diệp Huyên kể xong mọi chuyện, vẻ mặt cô gái váy vàng lạnh lại, nàng ấy quay sang Kiếm Thập Phong, làm kiếm tu, vậy mà các ngươi lại đi đối phó với một cô bé. Nghe thế, Kiếm Thập Phong biến sắc, vội nói, hồi bẩm tổ sư. Tiên Kiếm Tông ta chưa từng nhằm vào muội muội hắn, kẻ bắt muội muội hắn là người khác. Cô gái váy vàng lạnh lùng nhìn Kiếm Thập Phong, tại sao ngươi lại nhằm vào hắn? Hắn? Kiếm Thập Phong ngây cả người, chẳng mấy chốc, gã quay sang nhìn Diệp Huyên. Lúc này đây, gã vô cùng bối rồi. Tổ sư rốt cuộc đang giúp bên nào vậy? Đúng lúc này, cô gái váy vàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy cảnh này, Hiên Viên Kỳ trên tầng mây biến sắc. Thân thể ả ta rung lên rồi vội lùi về sau. Cô gái váy vàng chỉ tay lên. Vèo. Một tiếng kiếm reo phóng thẳng lên trời. Trên tầng mây, một giọng nói chợt vang lên, bảo vệ tiểu thư. Vừa dứt lời, 20 cường giả trí cảnh lập tức chắn trước mặt Hiên Viên Kỳ, cả 20 người đồng loạt ra tay. 20 cường giả trí cảnh đồng loạt ra tay, kinh khủng đến mức nào. Nhưng khi thanh kiếm của cô gái váy vàng chém đến,
20 người kia gần như là cùng bị chém bay đầu ngay lập tức. Nhưng Hiên Viên Kỳ kia cũng đã lẩn ra được ngoài mấy vạn dặm. Cô gái váy vàng lạnh lùng nhìn về phía cuối chân trời, lại khẽ chỉ tay về phía đó, đi. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lập tức lao ra ngoài vạn dặm. Ở ngoài xa kia, Hiên Viên Kỳ tái mặt đi, ả ta vội xoay người lại, xòe tay phải ra, một tấm bùa vàng bay ra từ trong tay ả, khoảnh khắc lá bùa kia bay ra, một luồng kim quang óng ánh đột nhiên bùng lên. Kiếm đến. Luồng kim quang kia lập tức hóa thành hư vô, mà Hiên Viên Kỳ kia thì bị chấn lui ra xa mấy ngàn trượng trong nháy mắt. Nhưng kiếm của cô gái váy vàng vẫn chưa biến mất. Hiên Viên Kỳ còn chưa dừng lại thì thanh kiếm kia lại xuất hiện một lần nữa trước mặt ả ta. Thấy cảnh này, đôi người của Hiên Viên Kỳ đột ngột co lại, sắc mặt như cho tàn. Chiêu kiếm này ả ta căn bản không thể đỡ được. Nhưng đúng lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Hiên Viên Kỳ, ông lão lần mò tay phải về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, chớp mắt, không gian quanh bàn tay lão lập tức hóa thành một vòng xoáy đen kịt. Kiếm đến. Khoảnh khắc đó, ông lão đã dẫn Hiên Viên Kỳ lui ra xa gần ngàn trượng. Mà kiếm của cô gái váy vàng vẫn không biến mất. Nhưng lúc này ông lão và Hiên Viên Kỳ đã biến mất không còn tăm hơi. Ở trong Tiên Kiếm Tông, cô gái váy vàng thu hồi tầm mắt, nàng ấy nhìn về phía Kiếm Thập Phong, kẻ vừa rồi là ai? Kiếm Thập Phong do dự một lát rồi sau đó nói, nhà họ Hiên Viên. Nhà họ Hiên Viên. Cô gái váy vàng sửng sốt, nhà họ Hiên Viên. Kiếm Thập Phong gật đầu. Cô gái váy vàng ánh lên tia nghi hoặc trong đáy mắt, sau đó nàng ấy quay sang Diệp Huyên, tại sao nhà họ Hiên Viên lại nhằm vào ngươi? Diệp Huyên trầm giọng nói, trên người ta có một món bảo vật, bọn họ muốn có nó. Bảo vật? Cô gái váy vàng hỏi, có thể cho ta xem không? Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn lấy tháp giới ngục ra. Khi thấy tháp giới ngục, sắc mặt cô gái váy vàng dần trở nên nghiêm lại, bảo vật ngũ duy. Nói đến đây, nàng ấy bỗng cau mày lại, một khắc sau, nàng quát khẽ, ra đây. Vừa dứt lời, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Đó là kiếm của cô gái váy trắng. Lúc thấy thanh kiếm này, cô gái váy vàng ngẩn người, sau đó lại quay sang Diệp Huyên hỏi, tại sao kiếm này lại ở trong tay ngươi? Diệp Huyên do dự một lúc rồi đáp, một vị tiền bối cho ta. Cô gái váy vàng hỏi, một cô gái mặc váy trắng đúng không? Diệp Huyên nhìn nàng ấy, hơi ngạc nhiên, tiền bối quen người sao? Vẻ mặt cô gái váy vàng bỗng trở nên hơi phức tạp, không ngờ rằng nàng ấy lại đưa cả kiếm này cho ngươi. Nói xong, nàng ấy quay sang Kiếm Thập Phong, ngươi đã giao dịch gì với người vừa nãy? Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, à ta muốn tổ sư xuất hiện để kiềm chế cô gái váy trắng nọ, sau đó bọn họ sẽ giết. Nói đến đây, gã nhìn sang Diệp Huyên, giết hắn. Cô gái váy vàng lắc đầu, kiềm chế cô gái váy trắng. Các ngươi muốn hại chết ta sao? Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, tổ sư, cô gái váy trắng kia rốt cuộc là ai chứ? Cô gái váy vàng nhìn Kiếm Thập Phong, ngươi vì tư lợi riêng mà lại đẩy toàn bộ Tiên Kiếm Tông vào tuyệt cảnh, ngươi có tư cách gì để làm chủ một tông? Vừa dứt lời, nàng ấy nhìn quanh bốn phía, sau đó nói, từ giờ khắc này trở đi, tông chủ Tiên Kiếm Tông chính là Diệp Huyên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Tông chủ Tiên Kiếm Tông là Diệp Huyên. Đây là cái gì chuyện gì vậy? Đệ tử Tiên Kiếm Tông ở chung quanh như hóa đá. Kiếm Thập Phong cũng ngớ người, cho Diệp Huyên làm tông chủ Tiên Kiếm Tông. Chẳng lẽ mình thật sự gọi nhầm tổ sư giả ra rồi à? Diệp Huyên đứng đối diện cô gái váy vàng do dự một lúc rồi nói, tiền bối. Chuyện này, cô gái váy vàng nhìn về phía Diệp Huyên, sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, chuyện này không hợp lý lắm. Cô gái váy vàng nhìn Diệp Huyên, có gì mà không hợp? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tông chủ Tiên Kiếm Tông, ta đã quyết. Diệp Huyên nhìn xuống đám người phía dưới, trầm giọng nói, bọn họ không phục. Cô gái váy vàng liếc mắt nhìn xung quanh, có ai dám không phục? Không ai lên tiếng. Cô gái váy vàng không tỏ ra cảm xúc gì, Tiên Kiếm Tông là do chính tay ta sáng lập, nếu ta có thể sáng lập, tất nhiên cũng có thể hủy diệt. Nghe thế, sắc mặt mọi người lập tức tái đi. Vị tổ sư này nổi giận thật rồi. Phía dưới,
vô số người vội vã cung kính hành lễ, chúng ta không ai không phục. Cô gái váy vàng nhìn về phía Diệp Huyên, nếu có người không phục, người có thể chém. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái váy vàng, vì sao? Cô gái váy vàng khẽ mỉm cười, năm đó ta đã nhận đại ân của hắn, bây giờ gặp được ngươi. Nói đến đây, nàng ấy do dự một lúc rồi lại nói, có chút chuyện xưa không thể kể tường tận cho ngươi được. Cô gái váy vàng nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, nhà họ Hiên Viên này cũng không đơn giản, nhà bọn họ có một thanh thần kiếm. Kiếm này chính là năm đó hắn tặng cho. Ta có chút khó hiểu, hậu nhân của kẻ kia sao lại nhằm vào ngươi? Không thể là vậy được. Diệp Huyên nghe thế thì hơi mờ mịt, tiền bối. Cô gái váy vàng nhìn về phía Diệp Huyên, vừa mới dùng vài chiêu kiếm, tia phân thân này e là đã tiêu hao hết linh khí, ngày sau nếu có duyên ắt gặp lại. Vừa dứt lời, thân thể nàng ấy dần trở nên hư huyễn. Diệp Huyên đứng trên không trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhìn về phía kiếm thập phong, là nhà họ Hiên Viên kia bắt muội muội ta đi. Kiếm thập phong im lặng. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung tay tung một kiếm ra. Xoẹt! Nháy mắt đầu của kiếm thập phong đã bay ra ngoài, máu tươi bắn như suối. Cái đầu gã vẫn còn trợn tròn hai mắt, trong ấy ánh lên sự khó tin. Mình cứ thế chết đi sao? Mà xung quanh, những đệ tử Tiên Kiếm Tông kia cũng trợn mắt ngoác mồm, vậy là giết. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, có ai trả lời được câu hỏi của ta không? Lúc này, một đệ tử Tiên Kiếm Tông bay đến trước mặt Diệp Huyên, hắn ta hơi thi lễ với Diệp Huyên rồi báo, tông chủ, vừa nãy chính là Hiên Viên Kỳ của nhà họ Hiên Viên, ả ta là đại tiểu thư của nhà họ Hiên Viên. Nhà họ Hiên Viên? Diệp Huyên lạnh lùng hỏi, nhà họ Hiên Viên ở đâu? Tên đệ tử kia do dự một lúc rồi đáp, Hiên Viên giới. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, ta sẽ cho người đến quản lý Tiên Kiếm Tông, ai không muốn ở lại có thể rời đi. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất. Mục tiêu, Hiên Viên giới. Trong Tiên Kiếm Tông, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt rất phức tạp. Không ngờ rằng chuyện sẽ thành như vậy. Vốn là kẻ thủ sống còn nay lại biến thành tông chủ của mình. Bây giờ phải làm gì? Lúc này, một kiếm tu trẻ tuổi bỗng cất tiếng hỏi. Phải làm gì? Chúng kiếm tu ở xung quanh đều im lặng. Còn làm gì được nữa? Diệp Huyên này là tông chủ được tổ sư đích thân phong vị đấy. Nếu không quy phục Diệp Huyên thì đồng nghĩa với việc phản bội lại tổ sư của mình. Đúng lúc này, người đứng đầu thế hệ trẻ Việt Kim Chiêu đứng dậy, y nhìn mọi người, sau đó nói, chư vị, các ngươi vừa rồi đã thấy thái độ của tổ sư với Diệp tông chủ rồi chứ? Thái độ? Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Thái độ của tổ sư đối với Diệp Huyên quả thật có chút không bình thường. Tựa như trưởng bối đối xử với vãn bối vậy. Việt Kim Chiêu lại nói, nếu ta đoán không sai, tổ sư hẳn là có ngọn nguồn gì đấy với Diệp Huyên, hoặc có thể tổ sư quen biết với người đứng sau Diệp Huyên. Nói đến đây, y nhìn lướt mọi người rồi tiếp lời, trí tuệ của tổ sư cao hơn tất cả chúng ta, nếu người đã quyết định như thế, thì chắc chắn sẽ có lý do riêng của mình. Còn nữa, mọi người có thể thấy đấy, Tiên Kiếm Tông chúng ta hợp tác với nhà họ Hiên Viên. Mà nhà họ Hiên Viên lại đối xử với chúng ta như thế nào? Nhà họ Hiên Viên. Nghe thế, chúng kiếm tu ở đây đều sầm mặt lại. Nhà họ Hiên Viên đang lợi dụng Tiên Kiếm Tông. Việt Kim Chiêu lại nói, điều cuối cùng, mọi người phải biết rằng, tổ sư sẽ không hại Tiên Kiếm Tông ta. Ngược lại, người quyết định như vậy có thể là đang bảo vệ Tiên Kiếm Tông. Mọi người đều quay sang Việt Kim Chiêu, một lão kiếm tu trong đó trầm giọng nói, Kim Chiêu. Ý ngươi là tổ sư để Diệp Huyên làm tông chủ Tiên Kiếm Tông ta, thực chất là đang bảo vệ Tiên Kiếm Tông. Việt Kim Chiêu gật đầu, năm đó tổ sư đã bước vào vị chi cảnh, cường giả tầm cỡ ấy, thứ có thể khiến người kiêng kỵ trên thế gian này có rất ít. Mà người lại để Diệp Huyên làm tông chủ Tiên Kiếm Tông chúng ta, chắc chắn không đơn giản chỉ vì người có chút liên quan đến gốc gác của Diệp Huyên, mà vô cùng có khả năng rằng người quen biết với thế lực sau lưng hắn. Mà thực lực của người nọ, e là tổ sư cũng có phần kiêng kỵ. Nghe thế tất cả mọi người đều lập tức thay đổi sắc mặt. Người có thể khiến cường giả vị chi cảnh kiêng kỵ. Lúc này, Việt Kim Chiêu lại nói, cho dù như thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Diệp Tông chủ được tổ sư khâm định,
nếu chúng ta không phục thì có nghĩa là đã phản bội tổ sư. Tất nhiên, như Diệp Tông Chủ nói ai cũng có chí riêng, nếu các vị muốn rời đi có thể đi bất cứ lúc nào. Mọi người trầm mặc, không ai động đậy. Diệp Huyên được tổ sư khâm định. Phủ nhận Diệp Huyên thì chẳng khác nào phủ nhận kiếm đế Thính Vân, mà phủ nhận kiếm đế Thính Vân, đó chính là tội bất kính. Việt Kim Chiêu lại nói, các vị, lần này Tiên Kiếm Tông ta tổn thất nặng nề, nguyên nhân lớn nhất chính là vì nhà họ Hiên Viên kia, bọn họ bắt muội muội của Diệp Tông Chủ rồi giá họa cho chúng ta, lại ép chúng ta phải gọi tổ sư ra. Nói đến đây, y nhìn về phía mọi người, hiện tại Tiên Kiếm Tông ta cần một người không sợ nhà họ Hiên Viên. Nếu không, Tiên Kiếm Tông ta e là sẽ bị nhà họ Hiên Viên hoặc những thế lực khác nuốt chửng. Một ông lão đứng cạnh Việt Kim Chiêu gật đầu, nhà họ Hiên Viên này có ý đồ xấu xa, chỉ là Diệp Huyên này đã giết Kiếm Tông Chủ. Việt Kim Chiêu nhìn về phía ông lão, các vị vẫn chưa rõ sao. Ở trong lòng hắn, chúng ta không hề quan trọng, nếu cần thiết, hắn cũng chẳng ngại giết sạch chúng ta đâu. Nghe vậy, trong lòng mọi người cả kinh. Bấy giờ bọn họ mới đột nhiên ngộ ra được, vị Diệp Tông Chủ này không hề cần đến bọn họ. Chấm chấm chấm. Giữa tầng mây, Diệp Huyên ngự kiếm bay nhanh. Lúc này đây, một luồng kiếm ý cường đại đang không ngừng tỏa ra ở trong cơ thể hắn. Lúc trước ở Tiên Kiếm Tông, kiếm đế Thính Vân đã cho hắn một luồng kiếm ý, mà luồng kiếm ý này đang ở ngay trong cơ thể hắn. Diệp Huyên khép hờ hai mắt lại, tay phải siết chặt kiếm Thiên Chu, trên người dần xuất hiện tia sáng đỏ. Huyết thống lại bắt đầu sôi trào. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt hắn có hai luồng kiếm quang tự sấm chớp bắn nhanh ra, nơi kiếm quang đi qua, không gian lập tức bị vỡ nát. Cùng lúc đó, hai luồng kiếm ý đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hai luồng kiếm ý này một đen một trắng, tựa như hai thanh kiếm bay quanh thân Diệp Huyên. Kiếm ý thiện ác. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đưa tay ra bắt lấy, hai cỗ kiếm ý này đột nhiên ngưng tụ thành hai thanh kiếm. Kiếm thiện ác. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hai thanh kiếm trước mặt hắn rung lên kịch liệt, sau đó hóa thành hai luồng kiếm quang xông thẳng lên trời. Kiếm thần siêu phàm. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, một khắc sau, cả người hắn đã biến mất không còn thấy đâu. Chấm chấm chấm. Hiên Viên giới. Nhà họ Hiên Viên cùng Vu tộc là hai thế gia mạnh mẽ nhất đại thế giới huyền hoàng, hai thế gia này có lịch sử lâu đời. Thực lực chân chính vẫn luôn là một điều bí ẩn. Bởi vì đại thế giới huyền hoàng đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra chiến tranh, dù những thế lực này vẫn luôn ra ngoài mở rộng, hoặc phải nói là xâm chiếm, nhưng ở mảnh đất huyền hoàng này rất hiếm khi xảy ra chiến tranh. Bởi thế thực lực chân chính của nhà họ Hiên Viên và Vu tộc chỉ có chính bọn họ mới biết được. Trong Hiên Viên giới, ở nơi nào đó trên tầng mây, Hiên Viên Kỳ ngồi xếp bằng trên không trung. Bên cạnh ả ta là một ông lão mặc áo đen, mặt lão không có cảm xúc gì, nhưng âm trầm đến đáng sợ. Qua hồi lâu, Hiên Viên Kỳ mở hai mắt ra, sắc mặt ả ta bây giờ tái bệch như giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, tại sao? Đến bây giờ ả ta vẫn không hiểu, tại sao những kế hoạch bản thân tỉ mỉ bày ra lại biến thành như thế này? Để tổ sư Tiên Kiếm Tông xuất hiện, sau đó kiềm chế cô gái váy trắng. Cuối cùng ả ta sẽ chém chết Diệp Huyên, vậy là đã có thể giảm mức tổn thất của nhà họ Hiên Viên xuống mức thấp nhất rồi. Bởi vì nếu để nhà họ Hiên Viên đối kháng với cô gái váy trắng, cho dù nhà bọn họ có thắng, thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng nếu để tổ sư Tiên Kiếm Tông kiềm chế cô gái váy trắng thì tổn thất của nhà họ Hiên Viên sẽ hạ xuống mức thấp nhất, bởi vì chỉ với một Diệp Huyên vẫn chưa đủ để khiến nhà Hiên Viên bọn họ chao đảo. Nhưng ả ta không ngờ rằng là, sau khi kiếm đế Thính Vân xuất hiện, không chỉ không ra tay với Diệp Huyên, trái lại còn giúp đỡ hắn đột phá. Mà điều ả ta không ngờ nhất chính là kiếm đế Thính Vân lại ra tay với ả, đồng thời còn chém giết hết 20 cường giả trí cảnh của nhà họ Hiên Viên. 20 cường giả trí cảnh. Đây đều là những nhân tài nhà họ Hiên Viên dốc sức bồi dưỡng. Sắc mặt Hiên Viên Kỳ cực kỳ u ám, cả đời này ả ta chưa từng ấm ức đến vậy. Tự mình gọi địch đến. Lúc này, ông lão áo đen đột nhiên nói, kiếm đế Thính Vân này hình như có biết Diệp Huyên. Biết Diệp Huyên? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, sao lại như thế được?
Kiếm đế Thính Vân này cách thời Diệp Huyên không biết bao nhiêu vạn năm, sao lại biết Diệp Huyên được? Ông lão áo đen lắc đầu, không biết nữa. Nhưng mà nàng ta chắc chắn có quen với Diệp Huyên, hoặc phải nói có quen biết với người đứng sau lưng hắn. Cô gái váy trắng. Thiên Viên Kỳ khẽ nhíu mày lại, cô gái váy trắng này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Ông lão áo đen nói, không biết. Thiên Viên Kỳ nhìn về phía ông lão, ngay cả nhà họ Hiên Viên ta cũng không điều tra ra được lai lịch của nàng ta sao? Ông lão áo đen gật đầu, chúng ta đã vận dụng tất cả sức mạnh, nhưng vẫn không tra ra được lai lịch của đối phương, hiện nay chỉ biết được bảo vật hắn mang trên người là nàng ta đưa cho, còn vì sao lại cho hắn thì vẫn chưa biết. Thiên Viên Kỳ trầm giọng nói, thực lực của nàng ta thì sao? Ông lão áo đen trầm mặc chốc lát rồi nói, thấp nhất là đăng phong. Thậm chí có thể đã đến bán bộ vị chi. Thấp nhất đăng phong. Bán bộ vị chi. Thiên Viên Kỳ trầm mặc một lúc rồi hỏi, có thể là vị chi cảnh không? Ông lão áo đen lắc đầu, với thực lực nàng ta bày ra thì hẳn là vẫn chưa đến vị chi cảnh. Thiên Viên Kỳ lắc đầu, cứ tưởng rằng có thể lợi dụng kiếm đế Thính Vân này để kiềm chế cô gái váy trắng kia, đồng thời có thể biết được thực lực thật sự của nàng ta, vậy mà không ngờ rằng chuyện lại thành ra thế này. Nói đến đây, ả ta đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, trong tay ả chợt có một tia sáng lỏ lên. Ông lão áo đen hỏi, sao? Thiên Viên Kỳ trầm giọng nói, Diệp Huyên thành tông chủ Tiên Kiếm Tông rồi. Ông lão áo đen cau mày lại, là do kiếm đế Thính Vân quyết định. Thiên Viên Kỳ gật đầu, trước lúc nàng ta biến mất đã phong Diệp Huyên thành tông chủ Tiên Kiếm Tông. Nói đến đây, ả ta lại nhìn sang ông lão áo đen, Diệp Huyên này đang đến Hiên Viên giới chúng ta. Nghe thế, ông lão áo đen híp mắt lại, hắn điên rồi à? Thiên Viên Kỳ trầm giọng nói, không được bất cẩn. Ông lão áo đen đang định nói chuyện thì đúng lúc này, ở chân trời xa xôi đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân. Hai người đồng loạt nhìn về phía chân trời, nơi ấy bây giờ đã hoàn toàn biến thành màu máu. Đến rồi. Thiên Viên Kỳ híp hai mắt lại, hắn điên thật rồi. Chấm chấm chấm. Lúc tiếng kiếm ngân ấy vang vọng toàn bộ Hiên Viên giới, nơi đây hoàn toàn khiếp sợ. Có địch xâm lấn. Trên không, Diệp Huyên đứng lặng thinh, trong tay hắn là kiếm Thiên Chu. Lúc này đây, vô số đại địa chi lực đang tụ về cơ thể hắn như thủy triều cuộn trào, không chỉ thế, không gian xung quanh đang bắt đầu rung lên. Đại địa chi lực cùng không gian chi lực. Lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông trung niên nhìn hắn, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đã biến mất. Người đàn ông trung niên trợn tròn hai mắt, xung quanh chẳng thấy Diệp Huyên đâu, nhưng trên người đàn ông trung niên kia lại không ngừng xuất hiện từng vết kiếm chém, chưa đầy một khắc, gã ta đã bị phân thây thành vô số mảnh thịt. Mà lúc này, Diệp Huyên lại xuất hiện. Kiếm trong mơ. Lúc người đàn ông trung niên phục hồi lại ý thức, gã ta đã tắt thở. Giết trong nháy mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.